cuộc điện thoại gọi đến từ Bắc Giang. Alo, xin chào bạn trẻ gọi điện từ Bắc Giang ạ. Alo ạ. Vâng, xin chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Câu hỏi của em là năm nay cũng gần 30 tuổi rồi mà vẫn nhạt gái lắm, chưa có người yêu. À, 30 tuổi vẫn chưa có người yêu. Vâng. Vâng. À, mong chuyên gia của cửa sổ tình yêu tư vấn làm sao có người yêu ngay đúng không? Vâng. Vâng, anh Đinh Đoàn sẽ trò chuyện với bạn, xin mời anh. Rồi chào em. 30 tuổi đã có học hành gì, có làm gì không hay ngồi ở nhà em? Em vừa mới học xong ạ. À, học cái gì mà học muộn thế? Học gì đâu, em học ngoại ngữ ạ. À, đi học ngoại ngữ thêm à? Thế ở trong lớp ngoại ngữ nhiều các bạn gái lắm, không làm quen với ai à? Em không. Thế à? Thật ra này, chẳng không cần thiết mình phải quá bạo dạn, nhưng mà ít nhất thì mình cũng phải chơi tử tế với người khác để cho nó có bạn có bè đã. Em có thể tranh thủ lớp học ngoại ngữ buổi tối, ví dụ như em vừa đi này, rồi tham gia các cái câu lạc bộ này, câu lạc bộ nọ này, và tóm lại là phải tắt máy tính đi, tắt điện thoại đi, đi ra ngoài đường. Chứ còn hiện nay có rất nhiều những bạn trẻ là nghiện, suốt ngày ngồi ôm máy tính và ôm Facebook, cứ có hàng nghìn bạn ở trong danh bạ là bạn của mình đấy, nhưng mà mình buồn chả rủ được ai đi chơi, muốn nói câu gì tử tế cũng chẳng có ai, chỉ chờ post cái ảnh lên rồi ngồi đếm like thì cũng chả sống được bằng cái đó, đúng không? Cái sống rất là ảo. Thế thì một trong những cái lý do mà gần 30 tuổi mà không có bạn đó là không chịu đi ra ngoài nhiều đó. Tất nhiên không có nghĩa là đi qua đi lại để lẩn vẩn ngoài đường sẽ có người người ta gạ mình là yêu đâu. Nhưng mà ý muốn nói rằng là phải tham gia nhiều. Công việc cũng thế. Thế đấy là cái thứ nhất. Tức là mình phải tự tạo cho mình cơ hội, chứ còn thì không ai người ta tự đến người ta yêu mình cả. Điều thứ hai là mình phải xác định xem mình cần cái gì, mình muốn cái gì. Chứ còn bây giờ hỏi là thế em cần cô gái thế nào, em cô nào cũng được. Thế thì không em thưa, phải nói là em thì em chỉ cần một cô gái tuổi từ thế này đến thế này này, hình thức thì như thế này này, có công ăn việc làm như thế kia này. Ví dụ như mình phải có được những cái tiêu chuẩn đấy ra, thì ở trong đầu mình có sẵn rồi, thì đi đến lúc mà gặp được một ai đó mà nó đúng như là cái mẫu, cái tiêu chuẩn mình ao ước thì nó dễ bắt quen lắm, nó dễ mà nảy sinh tình cảm. Chứ còn thì cứ tặc lưỡi là ai cũng được ấy thì nó sẽ chẳng được ai. Thế và cũng đừng ngại ngùng là tận dụng các mối quan hệ quen biết của mình. Cuộc sống của chúng ta nó có cái mối quan hệ nhằng nhịt đấy, không ai nói trước được điều gì, cơ bản là phải đi. Nhưng mà em nói chuyện với mấy bạn gái em cứ bị ngại ấy anh. Thường thường thì em cứ nói cái gì? Dạ. Em nói cái gì? Nói chung là lúc ở nhà thì không nhiều cái nói lắm, nhưng mà lúc mà đến gặp thì chả biết nói gì. Đừng có chăm chăm chú vào việc là nói là em đẹp nhỉ, em xinh nhỉ, để yêu anh không. Em cứ nói chuyện bình thường đi. Thế bây giờ là em đang làm ở đâu, bên ấy thu nhập có khá không, còn chỗ nào không giới thiệu cho anh vào làm với, người xinh xinh mà như em thì chắc nhiều người yêu lắm nhỉ. Thế rồi là đấy, những cái chuyện mà nó cứ không ảnh hưởng đến ai nhưng nó có chuyện để mà nói. Chứ đừng khai thác quá kỹ là chỉ có muốn là rủ người ta đi uống cà phê không, rồi là lại rủ đi đây đi đó tâm sự thì người ta cảnh giác. Khi mới làm quen hãy nói những câu chuyện rất sức là vu vơ, đặc biệt là quan tâm đến các cô gái. Bản thân các cô gái rất thích có người lắng nghe để chia sẻ. Em không cần phải nói nhiều, em để chọc, tức là em là có nhiệm vụ là đặt ra những câu hỏi để các cô được giải bày. Em nghĩ thế nào về anh? Trời ơi, nếu mà cô quý cô có thể nói nửa tiếng. Em mới nhìn trong mặt anh thì cũng ghê ghê, em cũng hơi cảnh giác, nhưng mà dần dần quen em cũng thấy là cũng dễ chịu, ví dụ như thế nhá. Thế xong rồi mình lắng nghe gật gù, chứ đừng có nghĩ tìm cách là nói hay rồi nói nhiều, mình không lại được với cô gái đâu. Nhiệm vụ là hãy tạo cơ hội cho cô được giải bày, được thể hiện, được nói, thậm chí còn bịa ra việc mà nhờ vả người ta chứ nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn có thêm được kinh nghiệm, và chúng tôi cũng hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ nhận được tin vui của bạn là có bạn gái. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin cảm ơn chuyên gia Tâm Lóc Đinh Đoàn ạ. Chúng ta lại tiếp tục nhận được một cuộc điện thoại gọi đến từ Bắc Giang. Vâng, xin chào bạn. Alo, vâng, tôi nghe đây ạ. Bạn muốn hỏi về vấn đề sức khỏe đúng không? Vâng, em muốn hỏi là
Thế việc của em là em bị cái sinh lý. Mà cái thứ nhất là cái hai cái hàng hoàn cá ấy, nó bị teo nhỏ đi so với người bình thường. Bây giờ là em khi quan hệ với bạn gái là quan hệ một lần đầu tiên thì kiểu như là em yêu người ta thật lắm, nhưng mà người ta quan hệ với em một lần xong người ta bỏ em đi. Vâng. Bạn cảm thấy rất là mặc cảm đúng không ạ? Vâng, em rất nhiều chán. Vâng. Bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bác sĩ. Chị chào em. Dạ. Thế có mấy bạn gái rồi? Em từ lúc em nghỉ học đến bây giờ là đi làm mà em vô thật là yêu được 2 người. À. Nhưng mà có rất nhiều người, trước khi đó có rất nhiều người. Ừ. Trước khi đấy có rất nhiều người. Thế và đã có hai bạn gọi là bạn gái hay là người yêu đi, và quan hệ với hai bạn rồi. Đúng không? Thế và hai bạn đều sau một lần quan hệ với mình đều tạm biệt à? Vâng. Thế em nói là tinh hoàn của em bị teo đi, có nghĩa rằng hồi trước là bình thường xong bây giờ nó teo đi á? Từ lúc bé ấy, ừ. Lúc bé đến cái đợt lớp 5, lớp 6 thì nó vẫn bình thường. Ừ. Từ đợt đấy trở đi nó teo. Theo xong cái lần mới đây em mới quan hệ với một cô ở gần nhà ấy. Thì là xong thời gian cô ấy bảo chia tay đi anh nhà. Lần trước cô kia ở Lạng Sơn cũng thế ạ. Thế à? Em đang làm gì? Em đang làm sửa chữa ô tô ạ. À thế à? Bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 21 ạ. Thế đã bao giờ đi khám về cái teo tinh hoàn của mình chưa? Em đi ra chỗ anh họ con nhà bác em ở ngoài chỗ trường đại học Y Hà Nội ấy, về phòng khám năm học thì bác sĩ Hồ Xuân Bắc hay là gì Đào Xuân Bắc hay gì ấy. Bác ấy bảo, chú ấy bảo với em là kiểu như bị gen di truyền, nhưng mà em thấy ở nhà em kiểu như đi khám thì bác sĩ không nói. Thì anh trai em đi thì bác sĩ giấu kết quả không em biết. Nhà em bây giờ chắc em nghĩ nhà em vẫn giấu kết quả, em không biết được. Thì người ta bảo là teo tinh hoàn mà đi khám bộ đội chỉ vì thế là không phải đi nữa. Thì nên bác sĩ ở trên bộ đội người ta cũng khám là bị teo tinh hoàn. Nói cả tóm lại là nó bây giờ nó bé như đầu hơn to đầu đũa một tí thôi. Thế nói tóm lại là bệnh rồi đúng không? Vâng, thế em bây giờ là em muốn hỏi chương trình xem giúp em như thế nào để em chữa khỏi cái bệnh của em. Chữa thì bây giờ em đã có bác sĩ chuyên khoa năm học là anh Bắc ấy. Là anh chuyên khoa mà anh cũng nổi tiếng đấy. Vâng. Nhá. Thế cho nên là để mà hỏi chữa như thế nào là phải hỏi anh Bắc. Được chưa? Vâng. Rồi theo hỏi anh nghĩ xem là có chữa được không, muốn chữa thì phải như thế nào. Đấy là cái chuyện chữa bệnh. Được không? Vâng. Thế vâng. Còn lại cái chuyện mà mất tự tin ấy, cứ gặp đến các bạn gái thì bây giờ là sợ à? Vâng. Ừ. Có nghĩa là em không phải là sợ mà rất chi là muốn vào nhà người ta ấy, nhưng mà nghĩ mình như thế em ngại, em không muốn yêu cả ấy. Có rất nhiều bạn bè giới thiệu nhưng em không muốn đấy. Thế vào nhà người ta thì làm bạn đã nào, làm thân đã nào, chứ có phải vào nhà người ta làm cái chuyện ấy ngay đâu mà không sợ. Không phải chị ạ. Có nghĩa là em quen người ta lâu rồi. Ừ. Quen lâu rồi, thân rồi, đúng không? Người yêu thứ hai của em ấy, em muốn rủ đi đây đi đó, nhưng mà kiểu như em cứ ngại về cái vấn đề đấy này. Kiểu như người ta cứ muốn lắm, rất nhiều người con gái muốn đấy nè. Người yêu thứ hai của em muốn lắm, nhưng mà kiểu như em ngại quá, em không muốn đi, hay là người ta đi một lần xong lần sau ấy, là nó chán. Cũng khó, đúng không? Nó cũng khó. Vậy chấp nhận hoàn cảnh của mình, bên cạnh cái việc mà điều trị theo bác sĩ Bắc ấy, điều trị bệnh thì vẫn cứ quan hệ bình thường, với cái nghĩa là kết bạn đã, và biết đâu trong cái quá trình kết bạn và có bạn thân ấy, có một bạn nào đấy bạn lại thân đến mức độ nào đấy thì mình bộc lộ cái tình trạng của em ấy và bạn lại chấp nhận cái tình trạng của em thì làm sao, đúng không? Vì vậy bình tĩnh, tự tin để giao tiếp, để có quan hệ bạn bè, tiến xa hơn nữa thì đừng nóng lòng và mong vội cái kết quả nó đến sớm, thì lúc đấy em sẽ không thất vọng em nhé. Dạ vâng ạ. Vâng, chúc bạn sẽ khỏe mạnh và đủ tự tin trong cuộc sống để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, trong tình yêu. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Alo, xin chào thính giả của điện từ Phú Thọ ạ. Vâng. Vâng, tôi nghe đây. Câu chuyện của bạn là gì đấy? Tôi nghe em hỏi qua cái này, bây giờ ví dụ từ hồi mà vợ em đẻ đứa thứ hai ấy. Vâng. Vợ chồng sinh hoạt kiểu như là khó lắm. Vâng. Với kiểu mỗi lần em sinh hoạt vợ là vợ hay kêu đau lắm mà cứ chưa kịp sinh hoạt cơ. Vâng. Thì em cứ kêu đau chứ âm đạo. Năm nay vợ bạn bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Em năm nay 30 rồi. Bạn 30, vợ bạn bao nhiêu tuổi? Vợ em năm nay 24. À, vợ 24 tuổi. Nhưng mà từ khi sau khi sinh con thứ hai thì quan hệ tình dục giữa vợ chồng bạn nó cũng hơi khó khăn đúng không ạ? Vâng, có đến khi tháng, hơn vợ, tháng. Vợ có đứng cạnh không? Như vợ em cũng không thích lắm, như đau mà. Vâng. À, bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bác sĩ. Ờ, chị chào em. Vâng. Ừ, chỉ có cái chuyện đau này chỉ xảy xuất hiện là sau khi sinh con thứ hai đúng không? Vâng. Ờ, thế vợ sinh thường hay là mổ đẻ? Vợ cháu mổ cô ạ. À, sinh là mổ đẻ hả? Vâng. À thế à. Thế hai vợ chồng có ở nhà với nhau thường xuyên không? Cháu đi lấy xe cơ, vợ cháu đi làm công việc vừa, trong thời gian này vợ cháu vừa nghỉ thì vừa mới làm thôi. Cháu thứ hai là bao nhiêu tuổi rồi đây, cháu? Cháu được mấy tháng rồi, mới được 5 tháng. À, mới được 5 tháng, vợ có khỏe không? Vợ cháu khỏe. Khỏe, 5 tháng rồi. Vâng. Thế mà vợ cũng chả có nhu cầu gì nữa. Chả nhu cầu gì. Thế vợ làm gì hay vẫn ở nhà trông con? Vợ cháu mới làm chỉ được chục ngày này, từ mùng 1 thôi. Hay là căng thẳng quá cho nên là đến giờ đi ngủ là chỉ muốn ngủ thôi, chả muốn có cái chuyện gì khác. Không, căng thẳng thì nhà cháu thì chả có gì căng mệt, thẳng nữa. Căng thẳng mệt mỏi ấy. Liệu có không, phải thế không? Bình thường không, chả thế nào đâu. À ha. Vâng. Cả hai đứa đều mổ đẻ. Vâng, với cái là hơi mau. Rồi, không sao, không nó cũng không phải là cái chuyện liên quan đến ở phía đường dưới. Ừ, vì sợ là nếu mà đẻ thường thì còn sợ người ta khâu vá hay là cái gì đó. Thế thì cái khi mà khó khăn ấy, nhưng mà khó khăn ở trong cái đoạn nào? Tức là thấy vợ đau do là nó không tiết dịch, hay là đau do cái lý do gì, hay là mình vội vàng quá? Không, kiểu cháu ấy trong cái khi mà quan hệ, bắt đầu vào quan hệ thì vợ cháu đau còn quại lắm, cứ kiểu không chịu được ấy, không cháu lại thôi mà. À thế à. Đấy. Vợ bao nhiêu lâu thì về một lần? Cháu thì cháu sáng thì tôi về, nhưng cháu ít khi sinh hoạt lắm, vì vợ cũng không thích nên mình cũng ít khi sinh hoạt lắm. Liệu có phải rơi vào cái tình trạng là vợ mới đẻ sau 5 tháng thì nó mệt mỏi, nó việc nhà nó nhiều quá không? Liệu có phải là cái tâm lý đấy không? Việc nhà cháu chả có gì, vợ cháu có gì trông con, bà nội cháu trông cho, mà vợ cháu khi này để đi bế con đi chơi mà. Hai vợ chồng tình cảm với nhau thì vẫn ngon lành gì? Vâng. Không có vấn đề gì gì? Vâng. Thế thì có đau, cháu có cảm tưởng là khô rát không? Do khô rát không? Không. Tức là vẫn... Không đau do khô rát ạ. À, cái thời gian mà mình kích thích ban đầu là nó vẫn cứ đủ, nó vẫn cứ dài dài, đúng không? Vâng. Thế và... cũng không phải là do khô quá để mà đau rát. Mới kiểu ta nói bác ạ, bây giờ cứ kiểu như mình mới vào quan hệ thôi, kiểu không chưa được mấy, chưa được 30 giây cơ mà. Thì là làm như sao? Tức là vợ tao đau quá mà. Tức là đưa vào rồi mà xong rồi vợ đau quá, thế là đành phải rút ra ấy hả? Vâng, kiểu hơi bắt đầu vào chưa được ấy thì được một đoạn cái vợ tao kêu đau thì cháu lại thôi mà. Thế à? Không biết là có phải là do một cái gì đấy mà nó lên một cái phản xạ, nó co, tức là nó làm cho co thắt ấy. Sau khi mà vợ đẻ xong thì sau bao lâu thì có sinh hoạt? Sau khi 3 tháng không sinh hoạt. Thế mà tức là bây giờ thì là 5 tháng, mới có 2 tháng gần đây thì thấy thế chứ gì. Vâng, bây giờ đấy vợ cho đẻ ra hai cháu mới ấy mà. Thế em thấy cái việc đưa vào có dễ dàng không? Lúc mới đầu thì đúng như cháu nói, cháu ấy mãi xong cháu mới cho vào, mà thì lúc đầu mất một lúc đầu thì phải mất thời gian dài dài, nhưng mà rồi cuối cùng vào được, nhưng mà vào một cách rất khó khăn, rửa chừng thế là vợ đau quá cũng lại phải bỏ ra. Vâng. Thế bây giờ thử lựa xem. Cái thứ nhất là này, nói vợ đi kiểm tra lại đi. Sau 5 tháng rồi, đi khám lại xem đi, xem là cái đường âm đạo nó có vấn đề gì không. Tất nhiên là không đẻ bằng đường dưới, nhưng mà hay là nó có cái u hay là cái gì đó nhá. Đầu tiên là đi khám đã. Bởi vì hai vợ chồng cũng còn ít tuổi. Thế cái thứ hai là mình cũng xem lại xem là mình...
kỹ thuật của mình đã ngon lành chưa ấy nhá. Vâng. Thế và từ từ hoặc là một giả thiết nữa là sau 3 tháng rồi không động chạm gì thì cái đường âm đạo nó cũng hơi có cái xu hướng nó gọi là co lại ấy, nhỏ lại ấy. Thế cho nên khi đưa vào thì nó hơi đau. Nếu mà do cái lý do đấy thì từ từ nó sẽ phù hợp với bộ phận sinh dục của mình ấy thì nó sẽ đỡ đau hơn nhá. Rồi. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúc hai vợ chồng bạn sẽ có một cuộc sống hòa hợp. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo. Alo. Vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Em có một đứa con gái nó thối, để có nên nói với bố với cháu không? Có nên nói với cháu không ấy hả? Vâng. Vâng, bây giờ cháu bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ. Cháu bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cháu năm nay 9 tuổi. Cháu năm nay 9 tuổi hay 19 hả bạn? 9 ạ. 9 tuổi, vâng. Bạn hiện nay vẫn là mẹ đơn thân đúng không ạ? Vâng. Vâng. Cũng rất là khó xử đúng không ạ? Không biết là nên nói thật với con mình hay không. Anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn. Xin mời anh. Rồi, chào em. Chào anh, chào anh. Con bé nhà mình là 9 tuổi, hiện nay hai mẹ con ở với nhau hay ở với người khác nữa? Dạ, hai mẹ con ở với nhau. Có hai ở mẹ với nhau. Có đưa con về bà ngoại không? À, em ở bên ngoại. À, cũng ở luôn với ông bà ngoại đúng không? Không, em ở, hai mẹ con em ở riêng nhưng ở bên nhà ngoại. Đúng rồi, ở riêng nhưng ở bên cạnh nhà ông bà ngoại đúng không? Có người lớn nào đã từ trước giờ đã nói gì với cháu chưa? Bởi vì nếu mà 2-3 tuổi thì có thể không biết chứ 9 tuổi là nó cũng học lớp 3 rồi. Lớp 4 ạ. Lớp 4 rồi, người lớn cũng rất hay nói chuyện là bố mày thế này, mẹ mày thế kia. Không biết là cháu đã bao giờ nó chủ động nó hỏi cái chuyện với mẹ chưa? Có. Ví dụ như là cháu hỏi làm sao? Bố con ở đâu? Ừ. Thế xong rồi lúc ấy thì mình nói với con thế nào rồi? Em chỉ bảo là bố con đi nước ngoài, thế nên là sao mãi không về. Thật ra thì nói dần với cháu được rồi. Sớm muộn cũng biết, cháu là cháu nó cũng không hay để ý chứ. Trẻ con mà nó mà đứa nào nó nhanh nhẹn cái là kể cả nó đi học mẫu giáo về nó cũng đã vật cho nó khóc, mẹ ơi bố con đâu hôm nay, có người này bảo thế này, người kia bảo thế kia. Nhưng có lẽ mình cũng sống ở một cái vùng mà mọi người cũng kín đáo rồi, cũng ít chia sẻ, để cháu nó không tiếp xúc, nó không chơi hàng xóm láng giềng, chứ không người bàn ra tán vào, trẻ con nó cũng rất là nhạy cảm. Và mình cũng không thể, khi cháu nó còn bé thì mình khó giải thích cho cháu. Nhưng nó thì tạm nói chuyện rằng là bố đi công tác hay bố đi nước ngoài hay là bố đi đây đi đó thì được. Nhưng không thể nói dối mãi như thế được. Vâng. Mình lựa chọn một hôm nào đấy mẹ con với nhau nói chuyện đi. Con có muốn có bố không này? Con hình dung ra bố con thế nào này? Có muốn là nghe mẹ kể chuyện về bố con không này? Thế và mình đừng bao giờ nói với trẻ là con không có bố. Bố con là người rất trước đây rất là thương mẹ này, cũng rất thương con này. Nhưng vì hoàn cảnh mà bố không ở cùng với hai mẹ con mình, nhưng mà quà rồi là quần áo bố vẫn theo dõi, bố vẫn gửi, bố vẫn chăm cho con. Chứ đừng có kín rằng là không có bố, hay là thậm chí có những người phụ nữ mà lại bí quá để bảo bố mất rồi là không hay đâu. Không nói thế, nhưng mà từ lúc sinh ra cháu ra rồi bố cháu vẫn chưa biết mặt cháu là thế nào. Không cần thiết, nếu người ta có lòng người ta sẽ tìm. Thế còn thì biết mặt rồi, thà rằng không biết thì có khi còn sống yên ổn. Ví dụ như là bố nói cháu lại là một người trong cái hoàn cảnh là anh ấy đang có gia đình riêng chẳng hạn. Mà biết rồi thì không biết thì thôi, biết rằng mình có một đứa con 9 tuổi. Ai cũng thế thôi, sẽ sao xuyến, sẽ gặp gỡ, sẽ cảm thấy thương cháu, rồi lại đi lại để bù đắp cho tình cảm cho cháu, rồi cái kim trong rẻ lâu ngày cũng lòi ra, ngộ nhỡ lại ảnh hưởng tới. Để vậy thì mẹ con chỉ có vất vả chuyện là kiếm tiền nuôi nhau ăn học, bây giờ lại thêm phải đối phó với chuyện này chuyện khác, rất là mệt mỏi em ạ. Và anh ấy chắc là
đây là chuyện riêng, anh cũng không muốn 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 khai thác kỹ rằng là việc đây là em chủ động anh, em cần anh hỗ trợ để mình có con, mình muốn là vì mình không muốn xây dựng gia đình, hay là hai người yêu nhau rồi đến lúc chia tay nhau rồi lúc ấy mình mới biết có thai nhưng mình giấu kín bố nó. À cái chuyện này anh ạ, cái chuyện này là do hoàn cảnh thôi chứ em cũng không phải là yêu nhau của anh. Rồi nó nhỡ ra rồi mình cũng thấy là thôi gì chăng nữa thì cũng vẫn là con của mình đúng không? Mình cứ để mình sinh con cho nó, rồi sau này mình thương con, rồi sau này nó làm chỗ dựa của mình. Mà em năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Dạ, em năm nay 43, 44. À rồi, thôi thế thì không 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 cần thiết nói đích danh chỉ rõ chỉ tên gì đâu. Chỉ nói với con rằng là bố cũng rất là thương yêu mẹ và thương yêu con, nhưng mà vì hoàn cảnh mà bố không ở cùng mẹ con mình, nhưng cũng rất là quan tâm. Lớn lên một chút nữa mẹ sẽ chỉ cho con biết là bố ở đâu, và chắc chắn lớn lên một chút nữa nó cũng không theo cái gọi là bản năng ấy, nó sẽ tự tìm hiểu thông tin, chứ nó không đợi đến 5 năm nữa, 3 năm nữa xong rồi mà mẹ trước mẹ hứa mẹ kể, bây giờ mẹ kể đi, không có đâu. Nó sẽ hỏi bà ngoại là bà ơi, mẹ cháu bảo rằng bố cháu thương yêu mẹ cháu và thương yêu cháu, thế sao lại không ở với cháu. Có thể bà sẽ là người nói rằng là ừ thế nhưng mà bây giờ thì là ông ấy thế nọ, ông ấy thế kia. Hoặc là qua các nguồn tin khác thì mình đỡ ngại hơn. Và con gái nó nhạy cảm, nó độ mười mấy tuổi là có thể là người bạn thân thiết của mẹ và chia sẻ với mẹ rồi. Những cái nỗi niềm riêng của mình ấy đừng có quá giấu kín. Hãy coi con gái như là một người bạn. Tất nhiên không kể quá kỹ nhưng mà để cho con nó đồng cảm với mình. Nó biết rằng là mình cũng bất đắc dĩ, mình cũng có những cái thiệt thòi, mình cũng rất là buồn khi mà không đưa được bố về đây để được ở cùng với mẹ con mình. Nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn vững vàng hơn trong cuộc sống. Một lần nữa cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ Cần Thơ. Alo, xin chào bạn. Alo. Trẻ gọi điện từ Cần Thơ. Dạ, em và bạn trai em quen được 1 năm. Dạ, em gần tiếng tới hôn nhân. Nhưng trước khi em đi học ở xa, em nghe tụi bạn nói là bạn trai của em ở nhà tới lui với một người em kết nghĩa. Nhưng mà em nghe bạn trai nói là không có. Nhưng hồi tết em về á, tình cờ em vô tình em gặp bạn trai em chở người đó đi gọi đầu. Rồi em muốn nhờ chương trình cho em một lời khuyên, có nên tin lời bạn trai em hay không. Tại vì người em kết nghĩa đó đã có gia đình rồi. Vâng, bạn đang rất là bối rối, không biết là những cái thông tin về bạn trai rồi là những cái việc mà mình chứng kiến thì có thật sự đúng như là lời bạn trai nói hay không, đúng không ạ? Dạ. Vâng, chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ tiếp chuyện bạn nhé, xin mời anh. Em ơi, cái hôm mà em gặp anh ấy chở cái cô em kết nghĩa mà cái cô đã có gia đình rồi ấy. Dạ. Có tra hỏi gì anh ấy không? Dạ em có hỏi, em mới quen em gái đã lâu rồi, 7-8 năm rồi đi làm chung. Tuy là biết có gia đình nhưng mà tại người đó điện lại nhờ ảnh đi chở đi công chuyện chứ không có ngờ là chở đi gọi đầu. Tình cờ vô tình bữa đó em cũng đi làm đẹp nữa, rồi ba người gặp nhau. À thế hả? Rồi em không biết có nên tin người đó không, tại vì lâu lâu em đi học xa, lâu lâu em về có 1 lần à. Em gặp như vậy em cũng như sao nữa. Thật ra thì nếu mà nói là tin hay không tin thì có thầy bói thì mới dám nói. Chứ còn nếu như chúng ta thì khó có thể nói rằng là dựa vào một cái cuộc gặp gỡ như thế để mà có thể nói rằng không tin. Bởi vì đấy là em gặp. Thế còn như những bữa em không gặp, rồi những lúc em đi học xa, anh ấy cuộc sống như thế nào mình không kiểm soát, mình không nắm bắt được. Không phải chỉ có một cô em kết nghĩa mà có thể có nhiều cô em kết nghĩa. Thế cho nên nếu như đã yêu thì phải tin. Chứ còn bây giờ cứ ngồi đấy suy từ một vụ này, hôm nay thấy chở đi gội đầu cắt tóc, biết đâu ngày mai lại chở đi nhà nghỉ hay ngồi ở đâu. Thế là cứ suy diễn như thế thì trước hết là cái đầu mình nó điên lên đã, đúng không? Yeah. Mà cái đầu đã điên lên rồi thì chẳng còn nghĩ gì đến cái chuyện là chia sẻ tình cảm, dành những cái gì đấy tốt đẹp cho nhau. Và khi đã như thế thì mình có thể có những cái lời nói xúc phạm đến nhau. Và biết đâu anh ấy là cái người bình thường, không có cái gì đáng nghi ngờ. Thì vì những cái lời xúc phạm hay những cái lời mà cứ căn vặn hỏi, thể hiện cái sự thiếu tin tưởng của mình, để làm sứt mẻ cái tình cảm của hai người.
Tại vì em chỉ thắc mắc là người đó có gia đình rồi, có chồng rồi, sao không điện kêu chồng chở đi mà mỗi lần có chuyện gì cũng điện nhờ giả bạn em hết trơn. Em chỉ thắc mắc vậy thôi chứ em không có ghen tị hay là... Không, không ghen tị. Em có thể nói thế này này, em là người yêu của anh ấy đúng không? Dạ. Ừ. Cô là cô em kết nghĩa, em có thể cũng kết nghĩa chơi thân với lại cái cô em kết nghĩa của người yêu được chứ. Cô ấy không có thích em, không có cho anh ấy quen với em, rồi nên em không có thiện cảm với người đó. À, cô ấy ngăn cản hả? Dạ. Ừ, anh ấy nói cho em biết vậy sao? Dạ, nó kể nói cô đó không chịu cho anh quen, kêu làm mai người khác mà anh không chịu, rồi anh chịu quen với em. Trước mặt anh đó thì người đó thiện cảm với em, nhưng sau lưng người đó không thích em. Ừ, vậy thì bây giờ em đã xa anh ấy chưa? Hay là vẫn còn ở gần? Hôm nay có đi chơi dạ, với nhau không? Ở xa, em đang đi học ở Cần Thơ, còn quê em thì ở An Giang. À, cũng gần đấy, cũng không xa lắm đúng không? Dạ. Thường xuyên gọi điện về duy trì cái mối quan hệ, đừng có đụng chạm gì đến cái cô kia. Mỗi lần mà có gọi thì có nhắc nhở khéo khéo thôi là dạ. Chớ có mà đùa cô đi gọi đầu lần nữa, em mà bắt được một lần nữa thì chia tay đấy đúng không? Em không có nói vậy nữa, anh cười nói anh hứa là không có xúc phạm nữa, không có như vậy nữa, mà em cũng không biết có lòng tin không nữa. Ừ thì biết. Thôi người ta hứa thì mình tin, chứ bây giờ mình có không tin thì thôi thì chỉ có chia tay thôi. Nếu mình có mong muốn rằng duy trì mối quan hệ thì mình phải nhìn vào cái chung nhất và cái tình cảm của hai người đã có với nhau. Thế còn nếu bây giờ chỉ có dựa vào một vài chuyện này chuyện khác thì chắc chắn sẽ khó thành. Và hy vọng rằng là khi mình đã có một chút gì đấy gợn gợn ở trong mối quan hệ, có thể một chút gì đấy hơi nghi ngờ, thì lại càng phải tăng cường cái sự gọi là gắn bó giữa hai người với nhau. Chứ đừng giận dỗi mà chẳng hạn như là trước đây mình thường xuyên gọi điện, bây giờ có vẻ buồn buồn lại ít gọi điện đi. Chính cái đó lại làm mối quan hệ giãn ra, và chính cái mối quan hệ giãn ra ấy lại là kẽ hở để cho có thể có những cái sóng gió khác nó len vào nhé. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia tâm học Đinh Đoàn. Xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Và chúng tôi cũng xin chúc bạn sẽ giữ gìn được tình yêu của mình. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ An Giang. Vâng, xin chào vâng. Chị. Vâng, tôi nghe đây ạ. Câu chuyện dạ. Của thính giả là gì đấy ạ? Dạ, em muốn hỏi chị Hải nhờ. Em âm đạo em đã bị khô á chị. Bị khô dạ. Chất nhờn á. Nhưng mà rồi em có hỏi người ta thì người ta nói là mình uống cái thuốc mà ếch phát cáp á chị. Vâng. Rồi như vậy là mình uống cái đó nó có bị tác hại gì, nó có bị tác dụng phụ không? Vâng, vấn đề thắc mắc của bạn sẽ được bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình tư vấn ạ. Xin mời bác sĩ. À. Vâng, chào chị ạ. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em chào chị Phượng. Vâng ạ. Dạ, em được 48 rồi chị. Thế ạ. Thế và cái hiện tượng mà khô âm đạo diễn ra lâu chưa? Năm mấy rồi ạ? À, năm rồi ạ. Ừ. Dạ. Thế và bên nãy chị nghe không rõ, em uống thuốc gì cơ? Ớt phô cát. À, ớt phô cát ấy hả? Và dạ. Và không biết là nó có ảnh hưởng gì không? Thế khi mà uống họ có hướng dẫn sử dụng đây. Và họ có nói đến tác dụng phụ ấy, em có đọc không? Dạ, em cũng có đọc nhưng mà em cũng lo sợ nhưng mà không biết là nó có gì không. Đọc thì người ta bảo tác dụng phụ là gì? Em uống là được 3 hộp rồi đó chị. Ờ, có thấy cải thiện không? Dạ được. Em uống thì thấy nó kết quả đó chị, nhưng mà có điều là mà khi em uống thì sau những các khớp tay chân của em nó bị nứt chị ạ. Nó bị nứt nẻ ra ấy hả? Nên không phải nó nhức như nó buốt á. À, nó đau nó mỏi. Nó đau á, dạ, nó vậy đó chị. Cái việc đau mỏi liệu có phải là do cái đau mỏi cơ hay đau mỏi xương? Đau mỏi cơ xương á chị, mỏi cơ á. Cơ ấy cơ mà mấy cái, chẳng hạn như ở cục chỏ gì hay hoặc là những cái vùng vai này nọ đồ đó. Nhức mỏi, nói chung là nhức mỏi mấy cái khớp xương đó chị. Cái nhức mỏi đấy thì trong tác dụng phụ của thuốc họ có đề cập tới không? Em cũng quên đó chị ạ. À thế em à. Tại vì cái nhức mỏi ấy nó có thể là do cái tình trạng mà thiếu canxi của mình ấy. Ở cái tuổi 45 ấy thì là đã ở trong tình trạng là bắt đầu là nhức mỏi cơ này, xong mức nhức mỏi xương này thì nó trùng hợp như vậy. Đúng không nào? Dạ. Thế thì bây giờ nó có giải pháp như thế này này. Chị uống và chị thấy cải thiện. Thế thì thấy nó tốt thì mình thử dừng đi. Hoặc là tất nhiên cái việc mà dùng hy vọng cái chất nhờn nó nhiều để cải thiện cái quan hệ vợ chồng đúng không?
Vâng, nếu vâng, không vâng. thì nó sẽ đau rát đúng không ạ? Dạ dạ thế dạ. Thì mình thử dừng xem là cái hiện tượng mà khô rát nó có dừng đi không, và nếu dừng thì mình đổi sang thành biện pháp khác là bôi cái dầu nhờn tại chỗ đi. Đó, mình vậy không hả, muốn chị là hả? bị tác dụng phụ của cái thuốc này nhiều thì mình dùng xen kẽ. Mình dùng 3 hộp này xong mình thấy nó tốt rồi mình dừng. Dừng xong rồi là lại thấy nó khô thì mình lại chuyển sang một cái loại khác, mà cái loại dùng tại chỗ thôi, đúng không ạ? Và nếu như mà mình lại thích nghi với cái loại tại chỗ thì có lẽ là dùng cái loại tại chỗ nó hay hơn là dùng bằng cái đường uống. Đó, thế. Hoặc là chị thấy là nó phiền toái quá thì mình dùng một thời gian này xong mình lại dùng lại cái thuốc đường uống. Như vậy thì nó sẽ giảm thiểu đi các cái rủi ro do chị dùng thuốc bằng đường uống á. Dạ. Nhá, vâng, chúc chị vâng, sớm giải vâng. quyết được cái vấn đề của mình ạ. Vâng. Xin cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Cuộc điện thoại được gọi tới từ Bắc Giang. Alo. Alo. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Câu hỏi của em là về vấn đề là em bây giờ muốn hai con đường là lựa chọn, là nhưng mà về vì hoàn cảnh bản thân nên là lúc trước em đi học thì là bị suy nhược cơ thể nên là sau rồi em điều trị bệnh thì vẫn phải dùng thuốc, nhưng mà bây giờ em muốn chương trình tư vấn cho em là em có lên xây dựng gia đình hay là chỉ là sinh con thôi ạ? Thì em muốn hỏi chương trình là với sức khỏe của em thì là bây giờ nó không được như trước, nó không dẻo dai, và khi thời tiết nắng nóng thì nó hay đau đầu, thì em không biết là liệu mình có thể, ví dụ có người thương đến thì liệu em có thể đến với họ được hay không như người bình thường, hay là mình chỉ là sinh con thôi ạ? Vâng, hiện nay thì sức khỏe của bạn không được tốt và bạn lo lắng rằng nếu mà lập gia đình thì sẽ ảnh hưởng đến vấn đề sinh con đúng không ạ? Chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi em? Em năm nay 32 tuổi. Thế bây giờ thì em đang làm nghề gì vậy? Em ở nhà làm ruộng thôi ạ. Đang ở nhà với bố mẹ à? Vâng. Thế dạo này có bạn trai không? Em có. Thế à? Anh ấy có yêu mình không? Em cũng thử tình cảm của anh nhiều lần, là em nói là em bệnh với lại em yếu, em nói hết hoàn cảnh của em cho anh biết, thì anh bảo anh không quan trọng quá khứ của em như thế nào. Anh chỉ biết là anh rất yêu em và anh rất nhớ em. Anh muốn đến với em. Nên em thì vẫn đang thử thách tình cảm của anh để xem anh thật lòng như nào. Thì em nghĩ là khi mình gặp khó khăn trong bệnh tật, khi về sống với nhau thì mình sẽ được sự đồng cảm của người chồng của mình sau này. Anh ấy bày tỏ tình cảm với em cách đây bao nhiêu lâu rồi? Cách đây mấy tháng trước, tháng 11, tháng 12 đấy. Thế anh ấy có biết là hàng ngày em vẫn phải uống thuốc không? Và uống vào buổi tối không? Anh vẫn biết em uống thuốc. Thế à? Nhà anh ấy có gần nhà em không? Anh cách nhà em 40 cây. 40 cây hả? Chị thì chị nghĩ thế này, cái thuốc mà em đang uống hiện nay ấy, để điều trị trầm cảm thì có lẽ là em sẽ phải dùng thuốc suốt đời. Anh ấy yêu em và anh ấy biết em uống thuốc như vậy thì chị nghĩ là tình yêu của cái anh bạn trai của mình cũng rất nên suy nghĩ đấy nhá. Nếu em cũng yêu anh ấy và anh ấy chấp nhận bệnh tật của em cũng không giấu giếm một cái điều gì cả. Anh ấy biết được cái thực trạng của em như thế, thậm chí có thể nói với anh ấy về cái bệnh tình của mình ý, để anh ấy có thể tìm hiểu thêm các cái thông tin về cái bệnh đó. Và một khi anh ấy đã chấp nhận, anh ấy quyết tâm là yêu em, thương em và chia sẻ với em, thì chị nghĩ là em cũng đừng quá tự ti nhá. Chị cho em hỏi là ví dụ em có đến với anh đấy nhưng mà lấy chồng là phải đẻ con, thì liệu em dùng thuốc lâu thời gian dài này thì liệu em có thể sinh con được hay không? Em hỏi rất là đúng, bởi vì những cái thuốc mà em đang sử dụng bác sĩ kê đơn cho em ấy thì nó cũng có thể ảnh hưởng tới cái sức khỏe sinh sản của em. Thế muốn biết hay không ấy thì em đi khám sức khỏe sinh sản nhá. Đi đến chuyên khoa sản, ở đó bác sĩ người ta sẽ kiểm tra cơ quan sinh dục của em. Ví dụ người ta sẽ khám cho em xem là cơ quan sinh dục của em có vấn đề gì không, rồi buồng trứng như thế nào, rồi vòi trứng ra làm sao, tử cung của em có bình thường không,
thế rồi chất lượng trứng của em có tốt không? Những cái điều kiện đấy nó sẽ quyết định tới cái việc có thai tự nhiên. Nhưng riêng ở em thì có một vấn đề rất quan trọng, đó chính là cái nội tiết tố sinh dục nữ. Bởi vì em có dùng cái thuốc trầm cảm mà. Thế thì có thể có những cái người mà nó nhạy cảm hoặc là cái phần nào thì cái thuốc đấy nó cũng ảnh hưởng tới cơ thể của mình. Nhá. Ừ, thế và có thể chia sẻ tất cả những cái khó khăn này với bác sĩ đang điều trị thuốc trầm cảm cho em ấy. Để xem là bác sĩ có cái hướng gì để giúp đỡ, để hỗ trợ cho mình không. Thế còn tất cả những cái việc của em thì chị thấy là cũng không có gì quá khó khăn đâu. Mình cũng đừng quá ngại nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn sẽ có một sức khỏe thật là tốt. Vâng. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Vĩnh Phúc. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Vâng, chị, em đang gặp một tình huống nó rất khó xử thì em muốn các chị tư vấn giúp em ạ. Thì tình hình là như thế này, em và vợ em thì cũng chỉ gọi là cãi vã nhau nó nhỏ thôi. Thì vợ em bỏ về bên nhà ngoại ấy, thì là đến nay cũng được 2 tháng rồi. Bây giờ hôm thứ bảy vừa rồi vợ em nó hẹn gặp em để hai vợ chồng nói chuyện xem có quen lại với nhau hay không. Thì là em bảo là có muốn, nhưng mà trước thì vợ em bảo là phải gọi bác sang hai bên nói chuyện với nhau, nghĩa là phải em phải là người đi gọi, nhưng mà em bảo là anh không đuổi em, anh không gọi, xong bây giờ vợ em bên này bảo là không phải bảo người lớn nữa, mà đích thân là em xuống nói chuyện với bác, xong rồi bác nên nói chuyện với mẹ vợ thì cho về. Bây giờ em không biết là người phải xử lý như nào, thì mong chương trình tư vấn giúp em về cái trường hợp đấy. Là bây giờ bên gia đình nhà em, các bác với mẹ em bảo là bây giờ con không gửi đi thì con không phải gọi về, nó có chân đi thì nó phải có chân về. Vâng, câu chuyện của bạn thì chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi sẽ tư vấn cho bạn nhé. Ừ, chị chào em. Dạ vâng, chào chị. Ừ, em có nói là hai vợ chồng chỉ cãi vã nhỏ thôi đúng không? Dạ vâng, đúng rồi, chỉ cãi vã nhỏ. Vợ em nó hơi náo thì em cũng có gọi là tát cho hai cái. Xong thì gọi là có nhẹ vào tát lại em, thì em không muốn xô sát to thì em du cho một cái, thì chẳng may em du chắc là cũng hơi mạnh tay, thì vợ em nó không bấu được vào em thì nó chỉ ngã gọi là ngã ngồi xuống nền nhà thôi, chỉ thế thôi. Xong thì gọi điện cho em vợ, như là em, tức là em trai của vợ em, như là bà vãi lên. Thế là hôm nay em tỉnh táo rằng em không ở nhà. Thì em tránh sự đánh nhau, may là em không ở nhà, nếu ở nhà mới sẽ đánh nhau to. Thế tức là nếu nói về cái chuyện cãi vã thì theo em đánh giá là không to đúng không? Đúng rồi, em không có gì là to đâu. Thế nhưng mà thực tế thì nó lại có một cái chuyện, tức là mình cũng đã đánh cô vợ một vài cái, phải không nào? Em có tát hai cái. Đấy, hai cái, thế rồi sau đó có du cô ấy. Và có lẽ cái điều đấy sẽ làm cho cái người vợ cảm thấy bị tổn thương rất là nhiều. Em cũng nhất trí là như thế. Thế thì cái việc bị tổn thương như thế thì nó làm cho cái người vợ có thể đi đến một cái ứng xử như em nói là đã ôm con đi về nhà mình. Vì cảm thấy là cái người mà gọi là yêu thương mình nhất ý, mà lại thượng cẳng chân nạ cẳng tay với mình, không buồn nhỉ? Vâng. Thế nên là bây giờ thì theo cái cách em nói khi lúc đầu mà em trao đổi với chị Huyền ấy, thì chị thấy là cả em cũng muốn giữ cuộc hôn nhân này đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Thế và vợ em là cũng muốn như vậy, phải không ta? Vâng, vâng. Thì các cụ ngày xưa cũng hay nói là chồng bát, chồng đũa thì còn có khi xô mà. Tức là nó cũng có thể có những cái lúc thế này hoặc thế kia. Nhưng mà quan trọng sau đó là mình sẽ giải quyết như thế nào mà để cho nó êm đẹp. Thế thì em là em đã tránh cái lúc mà em cậu với cả bà vãi sang đúng không? Vâng. Để cho nó không có những cái xung đột, nó đẩy lên rồi dẫn đến cái chuyện là đánh nhau gì đó cho. Mà toàn là người trong gia đình với nhau cả đúng không? Vâng, đúng thì rồi. Chị cho là cái lúc ấy em tránh đi như thế là tốt rồi. Thế nhưng bây giờ là mình lại phải đối diện lại với cái việc ấy để xem là mình nên xử lý tiếp như thế nào. Thế thì vợ em thì cũng muốn về này, em cũng muốn về này. Thì chị cho đấy là hai cái yếu tố rất là tích cực rồi. Thế nhưng mà ở đây thì nó có một cái, đó là mong muốn là em xuống để nói chuyện với bác, tức là bác của cô gái này đúng không? Của vợ em. Ở đây thì có lẽ là chị hiểu một cái ý này này này. Tức là có xuống nói chuyện và nó như là một cái lời để xin lỗi này, hay là một cái khẳng định tiếp. Bởi vì
Có thể bản thân gia đình bên ngoại cũng có những cái lo lắng là không biết rồi về sau này về với nhau rồi liệu là có lúc nào đấy mà gọi là cơm không lành canh không ngọt mà nó có thể dẫn đến cái việc mình giận quá mình lại đánh vợ không? Ví dụ thế. Vâng. Đúng không? Thế thì có thể bên ngoại còn cái mong muốn thế. Em thì có vẻ như là em thì cũng muốn là làm sao đấy có những cái động thái tích cực hơn để mà đón vợ về. Nhưng mà bên phía gia đình nhà em thì có vẻ như lại không nhất trí cái điều đấy. Vì cảm thấy là ở đây nó gọi là hơi giữ thế với nhau một chút, đúng không nhỉ? Đúng, cái đấy chính nhận em cũng nhận xét là như thế. Nhưng bây giờ các bên em nói là như này chị ạ. Và nếu như bây giờ mày xuống gọi nó về thì nó sẽ được đường chân, nó đường đọc. Tức là bây giờ gọi nó về sau này hễ một tí nó lại bỏ về thì lại đi gọi tiếp à? Đấy vì cái vấn đề đấy thì em đang khó xử là như thế. Chị thì chị thấy là như thế này. Phía gia đình nhà em mà cũng có những cái lo lắng đúng không? Về chuyện là cái người con dâu này có những cái ứng xử nó cũng hơi vội vàng và cũng sợ là sau này nó có những cái gì đấy mà tiếp tục nó không được hay, không được tốt. Tuy nhiên ở đây thì em nên đánh giá để xem cho là cái việc mà mình và vợ mong muốn là gìn giữ cái cuộc hôn nhân này nhá, nó quan trọng như thế nào và có thể trao đổi thêm với bản thân gia đình nhà em ý, tức là những người rất là thân ở trong gia đình, ví dụ mẹ hay là chị gái hay gì đó, để mọi người hiểu và có những cái thông cảm. Bởi vì cũng lại phải đặt vấn đề là khi mà con gái của gia đình bên kia bị đánh mà, đúng không? Thì có thể cũng cảm thấy có những cái ấm ức. Thế còn ở đây là hai cái cách nhìn nó hơi khác nhau một chút. Ví dụ như bản thân em hoặc gia đình nhà em thì lại cho rằng là cái việc mà người chồng có thể đánh người vợ một tí là do nóng tính thôi, đúng không? Thế nhưng mà có thể tiếp cận từ phía cô gái và gia đình nhà cô đấy thì lại cảm thấy cái việc đánh là nó cũng khá là tổn thương em ạ. Thì cái này có thể là nên là em và vợ em bây giờ là cần phải tiến lại với nhau mà nhá, thì nên gặp nhau trực tiếp và trao đổi với nhau làm sao để đôi bên có thể có những cái thương thuyết, tức là giữa em và vợ em đấy, để đi đến những cái điều kiện mà nó nhẹ nhất và nó đơn giản nhất để hai người có thể về được với nhau. Bởi vì cái hạnh phúc của hai em là do chính hai em quyết định nhá. Cho nên em nên trao đổi với vợ một cách thật kỹ lưỡng và trên tinh thần thông cảm với nhau, yêu thương nhau nhá, để đi đến một cái quyết định. Chị chúc hai em sẽ sáng suốt và giữ gìn được hạnh phúc của mình. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hưng Yên. Alo. Vâng, chào chị ạ. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Vâng, chị ơi, em hỏi năm nay em 43 tuổi. Vâng. Mà em có đi siêu âm, có mấy lại cả chụp cộng hưởng từ. Em bị thoái hóa lớp sống cổ đấy, mấy lại cả lưng ấy. Vâng. Thì em đi bảo có 3 thai nhân sơ. Thì là đường kính là 25mm. Vâng. Và có 3 chiếc liền. Thế bây giờ mà em đi cắm vi khuẩn mà người ta vào phòng xét nghiệm ấy, thì người ta có 3 cái tạp, người ta ghi là có tạp khuẩn, thì em thấy có 3 cái dấu cộng. Mới lại cái gì âm tính ấy, còn toàn là dương tính, tế bào biểu mô cũng dương tính, với cái gì cũng là dương tính. Vâng. Em không biết đọc, còn cái gì cũng là 2-3 cái là đều là dương tính. Thì em no điều trị xong rồi đi xét nghiệm tế bào ung thư thì có phải cái dương tính là bị không ạ? Vâng, hiện nay thì nhìn cái kết quả xét nghiệm thì rất là lo lắng về tình hình sức khỏe sinh sản của mình. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. 43 tuổi, hiện nay thì kinh nguyệt của em thế nào em? Kinh nguyệt của em thì bị ít lắm chị ạ. Em con thứ hai của em bao nhiêu tuổi rồi? Cháu được 15 tuổi rồi ạ. À, 15 tuổi rồi. Vâng. Kinh nguyệt hiện nay thì nó có còn đều nữa không? Chỉ có số lượng máu thì nó giảm rồi. Nhưng mà nó có rối loạn cái chu kỳ không? Không ạ, nó cũng bị đều. Cùng người ta thì 30 ngày nhưng em phải tầm 35 đến 40 ngày. Nhưng mà em bị ít lắm, mỗi một lần bị chỉ một cái băng vệ sinh mỏng thôi. Thế hả? Thế thế thì nó có bao giờ mà ra máu giữa kỳ kinh không? Có nghĩa là không ạ. Tức là đến tháng mới bị. Tức là không có hiện tượng đấy gì. Khi quan hệ với chồng thì cũng không bị xuất huyết đâu gì. Không ạ, không làm sao cả. Của mình có mấy vấn đề như thế này. Thứ nhất là mình có cái thoái hóa đốt sống cổ đúng không? Vâng. Bây giờ thì cái thoái hóa đốt sống cổ như của mình chắc là cũng không phải xử lý gì. Vâng. Đấy, trừ em bị nâng nữa. Thì hôm nay em đi em chụp cộng hưởng từ hai thứ thì là
Em chụp thì thấy có cái bạo tử cung như thế thì em đi em khám. Bác sĩ bảo em là da nó xấu thì em đi em khám cái phần phụ xem thế nào. Thì em đi khám thì người ta bảo em bị viêm nội tuyến. Tức là ở bạn ý, hiện nay là nó có mấy vấn đề về sức khỏe như thế này. Vâng. Thế tôi đang nói lần lượt từng vấn đề một. Thứ nhất là cái thoái hóa đốt sống của bạn, kể cả đốt sống cổ hoặc là đốt sống lưng, thì hầu như là bây giờ thì không có can thiệp gì và không tác động gì đến nó, trừ khi mà có những cái đợt cấp tính nó gây đau quá hoặc ảnh hưởng cuộc sống thì lúc đó bạn phải đi khám chuyên khoa cơ xương khớp thì bác sĩ sẽ kê những cái thuốc giảm đau cho bạn nhé. Bạn có thể tham gia một số các cái lớp yoga ấy, thì nó có những cái tư thế để nó tác động vào cuộc sống nhưng mà tự nhiên thôi, nó cũng được đấy. Tất nhiên là phải rất thận trọng và phải từng chút một, từ nhẹ cho đến nặng, chứ không phải là tự nhiên mình vào mình tập ngay những cái bài nặng thì nó lại không tốt. Thứ hai nữa là về cái nhân sơ của bạn, thực ra cái nhân sơ của bạn là có ba cái nhân sơ. Nếu như bạn trẻ hơn một chút nữa hoặc là cái nhân sơ đấy mà nó gây ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn, ví dụ gây rong huyết, rong kinh hoặc gây băng kinh, thì thường chúng tôi sẽ khuyên bạn mổ để cắt cái tử cung đó đi. Nhưng mà vì bây giờ bạn đang 43 tuổi, nó cũng bắt đầu vào cái giai đoạn tiền mãn kinh rồi. Thì khi mà mình mãn kinh thì thông thường nếu là sơ lành, u lành thì các cái nhân sơ đấy nó sẽ teo đi. Tức là nó sẽ không phát triển nữa và mình có thể sống chung với nó bình thường. Hiện nay thì các cái dấu hiệu biến chứng của cái nhân sơ đấy ở bạn thì nó chưa rõ ràng, cho nên ban nãy tôi có hỏi là có xuất huyết không là vì như thế. Thì có thể là bạn theo dõi thêm được. Vấn đề thứ ba chính là viêm cổ tử cung nội tuyến. Thì các cái kết quả xét nghiệm mà như bạn nói ấy, rất nhiều những cái dương tính. Thì cái kết quả dương tính có nghĩa là có mặt cái loại đấy. Ví dụ người ta đề là tạp khuẩn dương tính, có nghĩa là bạn hiện nay đang bị nhiễm tạp khuẩn. Như thế, hoặc người ta đề là nấm dương tính này, thì có nghĩa là bạn bị nhiễm trực khuẩn nấm. Tế bào dương tính có nghĩa là bạn đang viêm cổ tử cung, nó lộ cái tế bào tuyến đấy ra. Thì người ta gọi là dương tính. Tức là cái kết quả xét nghiệm đấy thể hiện rất là rõ là bạn đang bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Chính vì vậy mà ở lứa tuổi như của bạn, do cái nội tiết nó thay đổi, phần lớn là nội tiết nó suy giảm đi, thì nó cũng có thể rất dễ mắc các cái bệnh liên quan tới viêm nhiễm cơ quan sinh dục nhé. Bạn ở Hưng Yên thì có lẽ là bạn phải tìm đến bệnh viện chuyên về sản phụ khoa ấy để điều trị rất là tốt, thì mới có thể giảm được cái viêm đó. Bởi vì viêm cổ tử cung nội tuyến là cái bệnh điều trị lâu dài hay tái phát, và một cái khác nữa là phải điều trị ở cơ sở chuyên khoa thì nó mới ổn định được, chứ nó không phải như các cái viêm nhiễm thông thường. Vì thế mà tốt nhất là bạn phải tìm đến các bệnh viện có chuyên khoa sản. Ở đấy có thể người ta sẽ phải dùng cái phương pháp là đốt điện cho bạn. Thì hy vọng là nó sẽ ổn nhé. Thế cho nên là quay lại kiểm tra đi và làm cái xét nghiệm phát hiện sớm ung thư cổ tử cung là đúng rồi. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Vĩnh Phúc. Alo. Alo. Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, tôi muốn đặt câu hỏi cho chương trình tư vấn hộ tôi xem là bây giờ tôi thì năm nay tôi 40 tuổi rồi. Vâng. Con tôi thì năm nay thì ba đứa con thì cũng lớn rồi. Chồng tôi thì anh là quan hệ bất chính với một người phụ nữ khác nhưng mà rất là nhiều người can thiệp mà không nghe. Vâng. Bây giờ tôi chính thức tôi là một người vợ, tôi nói anh cũng không nghe mà vợ chồng sống rất là bất đồng. Thế là tôi muốn đặt câu hỏi đến chương trình, nhờ chương trình tư vấn giúp tôi xem mà tìm cách nào bây giờ mình kéo lại được chồng về và lại hai đứa là để giữ được cái hạnh phúc gia đình, để mà bây giờ tập trung vào một mối để lo cho con. Vâng. Nhờ tôi chương trình tư vấn hộ tôi xem mà bây giờ tôi áp dụng chương trình phương pháp như thế nào. Vâng. Câu hỏi của bạn thì chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn nhé. Vâng, chào bạn. Vâng, bạn có nói là mọi người cũng can thiệp rất nhiều rồi đúng không? Và bản thân bạn thì cũng đã dùng rất là nhiều cái cách thức rồi, nhưng mà có vẻ như người chồng không nghe, đúng không? Thế thì chồng quan hệ với một cái người phụ nữ này đã lâu chưa? Em thật sự với chị là em thì dạo trong năm rồi là em mới biết.
Tức là quan hệ trước đấy thì có khả năng là một thời gian trước này mà em không biết. Ừ. Nhưng mãi đến cái dạo giáp Tết vừa rồi này là em mới biết thì anh chị em hai bên nội ngoại cũng có can thiệp, nhưng mà có nghĩa là anh ta chỉ nói là anh ta chơi bời. Ừ. Anh ta không có gì cả, thế nhưng chơi bời theo như tôi nghĩ đấy là không phải là chơi bời mà. Ừ. Không biết anh ấy quan hệ như thế nào, nhưng mà bây giờ đi làm đi ăn thì cứ đi cả ngày đến tối, không có nghĩa là đến tối thì anh ấy phải về thôi, chứ còn ban ngày thì anh cứ đi suốt. Con tôi thì con lớn thì đi làm, con thứ hai thì đi học, còn con thứ ba thì cũng đi học. Thì đến tối về có một mình ở nhà thôi, nên tôi nghĩ tôi cũng chán, cho nên là cũng chả biết là tìm phương pháp nào để giải quyết để cho nó phù hợp, để cho nó tốt nhất. Bạn ơi, bạn có nói là anh ấy đi làm suốt từ sáng đến tối đúng không? Vậy anh ấy làm công việc gì đấy? Anh nhà tôi thì anh ấy đi chợ lợn. À, đi chợ lợn hả? Tức là tìm đến những cái hộ gia đình mà người ta chăn nuôi đúng không? Vâng. Thế sau đó thì là xem xét này, xong rồi sẽ mua và sau đó thì sẽ lại bán cho những cái người mà người ta làm cái việc giết mổ, người ta bán đúng không nào? Rồi, có nghĩa là chồng em là người môi giới. Ừ, đấy, đấy, làm người môi giới. Rồi. Ừ, thế hiệu quả kinh tế có được không? Hiệu quả kinh tế thì nếu như anh không chơi bời thì hiệu quả kinh tế rất là cao. Ừ. Bởi vì mà mình đi làm được bao nhiêu, mình ăn bấy nhiêu, mình chỉ chuyển xăng, chuyển điện thoại một số nào đấy thôi. Chứ còn mình không mất vốn mất lãi gì, tiền công rất là cao chị ạ. Môi giới mà, đúng không? Mỗi một ngày có thể, hôm nào bắt được nhiều có thể cấm 1-2 triệu, có thể 1 triệu, là hơn triệu cũng có. Đấy là những hôm mà bắt được đúng không? Có nghĩa là hôm nào mà nhà xe người ta yêu cầu bắt nhiều. Đấy là nhà xe người ta yêu cầu bắt nhiều. Còn nếu mà những cái hôm mà bắt ít chắc cũng không được như vậy. Thế và thực ra thì như này, nếu mà mình cứ tính là trừ mỗi cái tiền xăng xe không ý, thì có thể là cái lãi suất nghe nó cũng rất là cao. Nhưng mà khi một người làm môi giới, làm cái công việc như thế thì có lẽ bạn phải để ý là người ta cũng cần phải xây dựng các cái mối quan hệ đúng không? Tất nhiên rồi. Đấy, không nói đến cái vấn đề là anh đi chợ, đi búa, anh đi làm thì anh phải giao lưu, anh phải quan hệ. Đấy, giao lưu, nó làm có lữ không sao cả. Không, bạn ơi, tôi không có ý định nói về cái việc có nam có nữ gì đâu, mà ở đây chỉ muốn nói là khi xây dựng các mối quan hệ mà thì cũng có thể là mình cũng đôi khi là nó cũng phải có những cái điều kiện để mình cùng nhau uống chén chè chén nước. Tức là ý muốn nói ở đây là nó có thể sẽ có một vài những vấn đề về mặt kinh tế, thế rồi đôi khi thăm hỏi nhau nọ kia bạn ạ. Thôi cái chuyện kinh tế là mình nói thêm một chút để tìm hiểu ấy mà, để xem theo cái công việc của ông chồng như thế nào thôi. Thế nhưng mà ở đây thì bạn có băn khoăn là tại sao một cái người mà chỉ làm công việc môi giới như thế mà lại có thể đi rất nhiều như vậy, thì dường như là bạn cũng chưa nắm rõ lắm là những cái công việc hay cái thời gian thực tế mà ông chồng phải làm nhỉ, có đúng không? Ừ. Không phải là em không nắm rõ, mà em nắm rất là rõ. Nắm rất rõ. Chồng em là nó cái chuyện là anh ta là có cái tính trăng hoa đấy chị. Suốt 35 này rồi chứ không phải là bây giờ. Rồi. Nên là đợt này anh chơi bời đi quá sâu, cho nên là anh công khai cái mối quan hệ này trắng trợn với em chính là người vợ của anh ấy, cho nên là nói mãi không được, can thiệp không được, các con nó nói cũng không nghe. Thế cho nên là em nghĩ em cũng chả biết là như nào, nên em muốn là gọi điện đến chương trình, nhờ chương trình gọi là cũng giúp em xem là bây giờ mình tìm cái phương pháp nào giải quyết cho thứ nhất là nó êm ấm gia đình, thứ hai là để giữ được mối quan hệ vợ chồng, để nuôi được chồng mình già, để còn xây dựng cho con. Rồi đấy. Nói chung các bà mẹ rất là lo lắng là làm nào mình có một cái gia đình êm ấm, bởi vì con cái nó lớn, nó còn phải xây dựng gia đình đúng không? Và không muốn một cái gì đấy nó ồn ã cả. Tuy nhiên là cái việc này thì nó không phải chỉ phụ thuộc vào mỗi một mình mà nó phụ thuộc khá là nhiều vào cái đối tác của mình, tức là người chồng đấy. Thì ban nãy bạn có nói là đã biết là ông chồng có cái tính trăng hoa rồi, đúng không? Đấy, tức là bản thân anh này có thể là đã có những cái tính tình như vậy, và dường như là đã từng trao đổi rồi chứ không phải đến bây giờ mới nói. Vậy thì những cái gì mà bạn cho rằng chứng cớ đúng không? Bạn nên trao đổi một cách rất là
thẳng thắn với anh ấy và nói rằng là ừ, cũng rất muốn tin là anh không có vấn đề gì, nhưng nó có những việc ABCD như thế này thì anh phải xem như nào, bởi vì không phải là gia đình nhà mình muốn giữ mà được, mà có thể là bởi vì thiên hạ người ta biết cả, thì rồi nó sẽ như thế nào, nó sẽ ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của con ra làm sao, vân vân. Tức là những cái đấy mình không phải là làm ầm ĩ, nhưng có lẽ là mình cũng sẽ phải rất là rõ ràng để cho người chồng biết rằng là à, anh nói là như vậy thôi, nhưng trên thực tế tôi biết là những việc A, việc B, việc C. Và có lẽ cái việc này thì bạn cũng nên tìm hiểu thêm một chút, bạn và các con nhá, để ví dụ khi mình nói là nó phải có những cái gì nó rất là cụ thể. Đấy, anh quan hệ với ai, như thế nào, cái tính chất mối quan hệ nó ra làm sao. Thì khi đó người ta mới thấy rằng là a, những cái việc mà người ta tưởng rằng là người ta có thể giấu kín, nhưng mà trên thực tế là mọi người đều biết cả rồi. Thế thì những cái đấy nó cần phải được trao đổi với nhau trong gia đình thôi, nhưng một cách rất là rõ ràng và rất là nghiêm túc để chồng của bạn nhận ra vấn đề nhé. Thì có thể sẽ phải trao đổi một cách nó rất rõ ràng như vậy, để mong là anh ấy hình dung rõ ra vấn đề và cùng với bạn lo lắng cái hạnh phúc gia đình, và đặc biệt là hạnh phúc của các con khi mà các cháu nó lớn nhé. Và chúc bạn thành công. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bắc Giang. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Chị ơi, cho em hỏi là em vừa mới sinh cháu thứ hai được tròn một tháng ấy. Thì vài hôm trước thì em thấy hiện tượng là mình đi vệ sinh thì mình kiểu mình sợ thấy là cửa mình nó có cái kiểu như là cái bằng ngón tay cái nó thò ra ấy, thì mình có thể ấn được, nhưng nó kiểu như là xa dạ con như các cụ bảo, thì em thấy lo từ mấy hôm trước. Hoặc là cho em hỏi bác sĩ tư vấn cho em đến là thế nào, có ảnh hưởng gì không ạ? Vâng, vấn đề của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình, sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng ạ. Con khỏe không em? Dạ con em khỏe ạ. Thế à? Em có đủ sữa cho con bú không? Dạ em có ạ. Thế em đã sạch hết cái sản dịch chưa? Dạ em sạch hết rồi ạ. Được sạch lâu chưa em? Khoảng độ hơn một tuần trước ạ. Thế và từ hôm đấy đến giờ thì nó không ra một chút nào đúng không? Dạ vâng ạ. Em có đau bụng không? Dạ không ạ. Chị bảo này, thế em sinh thường hay là sinh mổ? Dạ em đẻ thường ạ. À đẻ thường. Em đẻ thì có phải bị rạch không? Hay là nó có rạch gì không? Thằng dạ có bị rạch ạ. À có bị rạch à? Vâng. Thế bây giờ thì cái chỗ đấy nó liền hẳn chưa? Có đau không? Cái phần vết mà mình rạch ấy thì là nó liền được chị ạ. Còn à, cái à? Kiểu như vâng, có lúc kiểu mình đẻ sinh thì kiểu như ở cái cửa mình ấy thì mình sao thấy á. Thế là cũng là liền ra đấy nhỉ. Yeah. Chứ nhiều vâng người ạ. Mà rạch ấy sau còn đau mãi. Vâng. Cũng có thể em nghĩ đúng, tức là có thể là cái cơ quan sinh dục của mình ấy, thì bởi vì thứ nhất là em sinh đứa thứ hai rồi. Thứ hai nữa là các cái cơ trơn với các cái cơ vòng ấy của vâng cổ tử cung, của âm đạo có thể nó cũng không được tốt như trước nữa. Vâng. Cho nên nó có thể là xảy ra cái hiện tượng như vậy. Nhưng cũng không rõ đấy là do cái vết khâu của cái chỗ rách tường sinh môn hay là ở cửa ở cơ quan sinh dục. Thì theo chị thế này, tốt nhất là em nên đi kiểm tra đi. Tức là đến chỗ bác sĩ về sản phụ khoa ấy, để bác sĩ kiểm tra cho mình, kiểm tra tổng thể luôn. Có thể là phải siêu âm để xem có trục trặc gì ở đó không. Hay là một cái mà mình rất lo ngại đó là cái xa dạ con ấy. Thì có thể mình cũng ngại, em đến bác sĩ người ta kiểm tra cho em được ngay mà. Nhá. Thì sẽ nhìn được ngay, bởi vì là thông thường ý, nếu như trường hợp mà cổ tử cung nó bị xa ấy, mà nó xa xuống hơi sâu thì người ta phải khâu nó lên một chút để kéo nó lên. Chứ nếu như trường hợp mà nó xa nhiều ấy, và mình để thời gian dài thì sau nó lại trở thành cái búi ở đấy, thì nó lại cũng không tốt cho em. Nhá. Thế đi kiểm tra đi, thì bác sĩ sản khoa người ta kiểm tra luôn cả ở bên trong nữa, người ta sẽ biết ngay nó có vấn đề gì không. Cái đấy cũng không ngại lắm đâu mà. Nhá. Còn cái lớn mà da mà nó dài quá thì mình phải khâu ấy. Nó tùy. Nếu ví dụ như trường hợp mà nó xa rồi mà nó không co lên được ấy, thì cái chỗ nó xa nhiều đấy có thể người ta sẽ phải cắt đi, hoặc là có thể người ta phải khâu cái cổ tử cung của mình lên để cho nó không bị xa xuống nữa. Tức là tất cả có vấn đề gì thì riêng ở cái khu vực đấy là đều có biện pháp để xử lý hết, em không phải ngại đâu nhá. Vâng. Cái đấy nó cũng không khó khăn gì đâu mà nhá. Vâng, cảm ơn chị Hoàng Thúy Hải, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Bắc Ninh. Alo. Alo, vâng ạ. Vâng, chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ?
Thế cho em hỏi là em có thằng em trai ấy, cách đây một tháng thì nó có đi chơi gái ở bên ngoài ấy chị. Vâng. Vâng, thì nó bây giờ mới lên mấy cái chấm nhìn thì đầu tiên bọn em không nghĩ là bị bệnh, nhưng mà đi khám người ta mới bảo là bị sùi màu gà ấy chị. Vâng. Vâng, bây giờ em đưa nó đi đốt rồi, đốt xong rồi bác sĩ cho uống thuốc mới bảo là cái bệnh này phải sống cả đời với bệnh này, có phải không chị? Vâng. Em hỏi cái đấy là thứ nhất. Cái thứ hai là ví dụ sau này lấy vợ lấy việc nó có lây sang vợ con thì không ạ? Vâng, câu hỏi của bạn thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Ừ, tôi chào bạn. Vâng ạ. Đấy, không biết là sướng được bao nhiêu lâu mà bây giờ sợ quá đúng không? Vâng ạ, sợ quá. Mình lại còn chưa có vợ nữa chứ. Vâng, rất nhiều các cái mối lo tiếp theo đúng không? Ừ, vâng. Chúng tôi cũng nghĩ rằng là đây là những cái bài học rất là đắt giá cho những cái bạn mà có quan hệ với các cái đối tượng có nguy cơ cao. May mà còn nhiễm sùi màu gà đấy, chứ còn mà nhiễm những cái bệnh khác mà nó lây truyền qua đường tình dục mà nó nặng hơn nữa, ví dụ như HIV chẳng hạn, thì chả làm gì được, đúng không em? Vâng. Vì thế mà việc trang bị các cái kiến thức rồi là chuẩn bị các cái phương tiện phòng hộ chu đáo để mỗi khi mình cần là có là vô cùng quan trọng nhé. Vâng. Ừ, quay trở lại cái câu chuyện của bạn em ấy thì bây giờ theo chị thì thế này. Thực ra sùi màu gà ấy thì bạn ấy là cũng mới phát hiện đúng không? Tức là sau khi bị phát hiện một cái là bạn ấy đi điều trị ngay. Tất cả tổng cộng chỉ có khoảng một tháng thì chị nghĩ là cũng may là sớm đấy. Thứ hai, cái quan trọng là điều trị ở đâu vậy em? Điều trị ở cái phòng khám gọi là phòng khám tư nhân ạ. Ừ, ở Bắc Ninh hả em? Vâng, ở Bắc Ninh ạ. Ừ. Cái bệnh sùi màu gà ấy thì đúng là nó cũng hay tái phát đấy, nhưng mà nó cũng không hoàn toàn là kiểu như là sống gọi là suốt đời như thế. Nếu như mà từ bây giờ trở đi bạn của em ấy không có hành vi nguy cơ cao, tức là không quan hệ tình dục với những cái đối tượng có nguy cơ cao, rồi biết giữ vệ sinh cơ quan sinh dục của mình, biết cách chăm sóc cho cơ quan sinh dục của mình khỏe, và quan trọng nhất là không bị nhiễm với các nguồn lây, thì cái khả năng tái phát của nó cũng không cao mà. Ít khi nó tự phát ra, mà chủ yếu là do tiếp xúc với các nguồn lây. Chị giả sử như là nếu quan hệ với đối tượng khác, mình không quan hệ tình dục xâm nhập mà mình oral sex chẳng hạn, hoặc là chỉ kích thích bằng tay, nhưng nếu tay hoặc là miệng của cái đối tác đấy mà có nhiễm cái dịch tiết của cái người mà bị sùi màu gà là cũng có thể là nó sẽ lây. Nếu ở những người đã có tiền sử bị sùi màu gà thì cái khả năng tái phát của nó nhanh hơn rất nhiều. Đấy, thằng em nó mới bảo là đấy là lấy khăn lau của người kia, người ta. Đúng lau rồi. Đấy. Tất cả mọi hành vi gì cứ có tiếp xúc với cái dịch tiết hoặc là tiếp xúc với cả cái người bị bệnh thì đều có khả năng lây. Chị muốn khuyến cáo như vậy, chứ không phải chỉ là quan hệ tình dục xâm nhập thực sự. Vì thế nếu như bạn em mà có một cái lối sống tốt, lành mạnh thì cũng không đến nỗi là coi như là lúc nào cũng bị như thế đâu, cho nên không phải lo. Có nghĩa là không sợ nó tái phát nữa gì hả? Không phải hoàn toàn là như thế. Thế bây giờ chị mới nói với em thế này. Ở Bắc Ninh thì xuống hẳn dưới Bệnh viện Da Liễu Trung ương, ở cổng sau của Bệnh viện Bạch Mai ấy. Nhá, nó là Viện Da Liễu Trung ương. Các bác sĩ người ta sẽ phải kiểm tra kỹ hơn, làm xét nghiệm cho mình. Thậm chí là kiểm tra ngay tại vị trí của những cái nốt sùi màu gà để đánh giá cái khả năng tái phát cũng như là mức độ tổn thương, và người ta sẽ đưa ra cho mình những cái phương pháp hiệu quả nhất nhé. Trước mắt thì đưa bạn đi khám đi để người ta kiểm tra cho mình kỹ hơn nhé. Vâng ạ, em chị. Chào em. Vâng, chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Phú Thọ. Alo. Vâng ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? À, cho em hỏi là em trong đầu em thỉnh thoảng cứ suy nghĩ cái chuyển công mình cái lung tung ở đâu, những cái có khi là có mà thành công, không có mà như kiểu có người, lúc nào trong đầu em cứ bắt em suy nghĩ nói. Tôi cho em hỏi đấy là có phải dấu hiệu của bệnh thần kinh hay là bệnh hoang tưởng hay như nào không ạ? Vâng, câu hỏi của bạn thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng ạ. Của tôi chào bạn. Vâng ạ. Chào năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi em? Em 32 tuổi ạ. 32 à? Em có gia đình chưa? Em có một vợ hai con rồi ạ. Ừ, một vợ hai con. Cuộc sống có ổn không em? Cũng không ổn lắm rồi. Vợ em thì đi tự xây, còn em thì cũng đi xây. Em ở Cẩm Khê Phú Thọ, như bây em đang làm trên Lào Cai ạ. À, thế em làm gì vậy?
Em cũng đi xây ạ. À, cũng đi xây dựng. Vâng ạ. Cái hiện tượng như em nói ấy, thì vâng, nó như thế nào? Em có thể nói kỹ hơn cho chị được không? Ừ, có những ngày em chuẩn bị em không ngủ đó, thì em lại cứ nghĩ trong đầu em kiểu là đi ngõ kia ở nhà rồi đi đây thế, ở đâu thế ạ? Lúc ngủ được thế mà lúc bất kể lúc nào mà đầu óc nó chẳng chơi là em lại nghĩ thế ạ. Ừ. Vâng. Tình trạng đấy nó kéo dài bao nhiêu lâu rồi? Khoảng gần 2 năm nay rồi. À thế à? Em có thường xuyên bị mất ngủ không? Em mất ngủ liên tục ạ. Mất ngủ liên tục. Một tối thì em ngủ được khoảng bao nhiêu lâu? Khoảng chỉ 6 đến 7 tiếng rồi. Ừ, 6 đến 7 tiếng thì cũng không phải là ít đâu, cũng không gọi là mất ngủ. Vâng. Có điều là cái giấc ngủ của mình nó không sâu thôi đúng không? Vâng, vâng. Ừ, nó cứ chập chờn mình ngủ không ngon đúng không? Vâng. Và vâng, sáng dậy thì mình cảm thấy nó cũng không được thoải mái lắm. Vâng ạ. Ừ, nó có ảnh hưởng gì đến công việc của em không? Không ạ, nó chỉ ảnh hưởng trong đầu nó cứ lung tung rồi ạ, không ảnh hưởng gì công việc ạ. Ừ, nó nghĩ lung tung, vâng, tức là như thế nào? Mệt mỏi trong đầu nhiều mình, khi. Tức là cái khả năng tập trung của mình nó kém thôi, chứ hay là mình luôn nghĩ là có người khác người ta làm hại mình, hay là có những cái kiểu, cái gì đấy suy nghĩ nó không tích cực. Vâng. Nó ở trạng thái nào em? Ở trạng thái có kiểu như là có người bảo là đang ở nhà nọ kia hoặc bảo bắt em phải suy nghĩ nọ thì làm nọ kia, nhưng mà nhiều khi em cũng muốn kiểu đúng không, có người trong đầu em xin bắt em suy nghĩ. Thế hả? Vâng ạ. Nếu như em đi làm nghề thợ xây thì em còn tập trung được vào công việc không, hay là kể cả lúc làm em cũng bị có lúc thế? Thì không tập trung, có lúc cũng tập trung ạ. Có lúc em đang làm mà em thấy cảm giác như đầu óc cũng mệt mỏi, cứ kiểu gì em lại thôi em chẳng làm, em vào em lại ngồi nghỉ. Em có hay cảm thấy dạo này mình hay cáu gắt, rồi là nóng tính, rồi hay có những cái suy nghĩ nó không được tốt không? Có ạ. Thực ra thì qua các cái triệu chứng của em mô tả thì nó cũng có thể gặp trong rất nhiều bệnh. Ví dụ như là cái công việc của em nó rất là nặng, nó khiến cho cơ thể em bị suy nhược chẳng hạn, bởi vì nghề thợ xây cũng là nghề khá là vất vả. Thế rồi cái cuộc sống gia đình, cuộc sống vợ chồng nó cũng không được ổn định lắm, cả hai đều phải đi làm xa nhà. Thế vâng, cũng hay phải lo nghĩ về nhà cửa con cái, đúng không? Vâng, vâng. Thế nghề thợ xây thì cứ cầm tiền chưa ráo mồ hôi thì cũng đã lại tiêu hết tiền mất rồi. Thành ra em cũng rất nhiều áp lực, đúng không em? Vâng. Mình 32 tuổi thì cũng đang sung sức mà bây giờ lại xa vợ xa con thế. Nó rất vâng, nhiều các cái thứ, các yếu tố nó tác động tới cái cuộc sống của em. Đấy, vâng, nếu em xác định được là những cái vấn đề nó có ảnh hưởng vâng, mà mình cải thiện được thì mình cũng không ngại lắm. Đấy, vâng, nhưng mà những cái dấu hiệu như là em bị mất ngủ, thực ra ngủ 6 đến 7 tiếng cũng không phải là mất ngủ đâu. Ví dụ vâng, như người ta một đêm hay là một tối người ta chỉ ngủ được khoảng 1 đến 2 tiếng, hoặc vâng, là có người người ta thức trắng. Đấy, thế nhưng mà vì là của mình các dấu hiệu nó không rõ ràng. Vâng. Thế cho nên là theo chị thì để cẩn thận thì em đi khám bác sĩ chuyên khoa tâm thần là có thể xác định được mà. Vâng. Ở đấy là người ta sẽ có thể phải làm điện não đồ cho em, có thể có một số vâng, các cái bài trắc nghiệm người ta sẽ thực hiện cùng với em. Thế và dựa trên những cái điểm số đó để hướng tới xem em có bị những cái bệnh về tâm thần hay không. Mình phải vâng, xác định ở đây tâm thần không phải là điên đâu nhé, luôn luôn vâng, nhớ như vậy, mà nó vâng, chỉ là những cái bệnh lý về mặt tâm thần học thôi, về sức khỏe tâm thần thôi. Thế và vâng, khi có trục trặc như thế, nếu mình được điều trị sớm, được quản lý và được hướng dẫn tốt thì cuộc sống của em không có bị ảnh hưởng gì cả. Vâng. Thế ở Phú Thọ thì chị không biết là có cái viện sức khỏe tâm thần không. Thế còn nếu em xuống dưới Hà Nội thì em có thể đến viện vâng, sức khỏe tâm thần nằm ở trong bệnh viện Bạch Mai. Vâng. Có thể đến bệnh viện tâm thần Hà Nội, nó nằm ở chỗ quận Long Biên ý, ở Nguyễn Văn Linh. Vâng. Hoặc là có thể đến bệnh viện tâm thần Trung ương là nó nằm ở Thường Tín. Nhá. Ừ, vâng. Đi khám thứ nhất là nó giải tỏa về mặt tâm lý. Vâng. Đầu tiên là giải tỏa về mặt tâm lý là cái rất là lớn đối với em. Cái thứ vâng, hai nữa là nếu có vấn đề gì thì bác sĩ người ta xử lý cho em ổn mà. Vâng, em chào. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Alo. Alo ạ. À? Vâng, chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Dạ, em câu hỏi của em là về gia đình nhà em thì em năm lấy vợ thì năm nay cũng được là 16 năm rồi. Vâng. Nhưng mà em cũng đi làm ăn xa được ít năm ở trong Sài Gòn ấy. Ở nhà thì bố mẹ em cũng già rồi, em về thì bây giờ chả biết là vợ em thì con em cũng năm 16, 17 tuổi rồi. Bây giờ về vợ em bây giờ chả hiểu sao cứ nghe lời người nọ người kia xúi kiến ấy. Bây giờ vợ em cứ bỏ đi thì bây giờ cứ đi hết người nọ đến người kia. Em thì chỉ vì các con và gia đình em bỏ qua hết 5 lần 7 lượt rồi chứ không phải 1, 2 lần.
Nhưng mà bây giờ vợ em tự nhiên chả hiểu sao lại bỏ đi được nửa tháng nay rồi. Thì bây giờ em không nghe một cách nào được để mà khuyên ngăn được cô ấy. Mà cô ấy cứ bảo là bây giờ đi làm nghề nọ người kia thì được nhàn mà lại có tiền. Thì bây giờ em không biết làm cách nào để nói với cô ấy, giải thích cho cô ấy rất nhiều. Nhưng mà cô ấy không nghe. Thì bây giờ em hỏi chương trình rồi, chương trình giúp em à. Mà bây giờ em phải làm thế nào ạ? Vâng ạ, câu hỏi của bạn thì chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Ừ, chị chào em. Dạ, em chào chị ạ. Ừ, em có nói là vợ em thì hiện nay cứ nghe mọi người và bỏ đi và nói là đi làm như thế thì là có tiền đúng không? Dạ. Ừ, thế thì em có biết cụ thể là vợ em đi nghe theo người ta và đi làm cái việc gì không? Dạ, làm cái việc nói ra thì xấu hổ lắm chị ạ, làm cái việc nhục nhã nhất đấy chị ạ. Thế à? Vâng, mà em biết là có đau khổ, người em đêm em làm em chỉ thương các con em. Mà bây giờ rồi, không làm cách nào khuyên giải cô ấy, mà tha thứ cho cô ấy quá nhiều rồi. Nhưng bây giờ cô ấy vẫn không nghe, cô ấy đi theo con đường. Chị hỏi một chút này, em có nói là em cũng đã đi làm ở Sài Gòn đúng không? Và dạ, cũng có dành dụm được một ít tiền. Thế và như thế thì chị hình dung là cái cuộc sống gia đình nhà em nó cũng không phải là quá thiếu thốn đúng không nào? Dạ. Ừ, dạ vâng ạ. Rồi, thế thì khi vợ em nói là vợ em mà đi như thế thì mới có tiền, thì em có biết dạ là vợ em cần tiền để làm gì không? Dạ không ạ. À đấy. Dạ chị biết ở quê đi làm ngày 200-300 nghìn một ngày, người lớn là người lao động phổ thông như em chị ạ. Rồi, thế thì bây giờ mặc dù là ở quê nhưng người lao động phổ thông như em mà cũng có thể làm 200-300 nghìn thì chị nghĩ dạ là cái thu nhập nó cũng không phải là kém đúng không nào? Tương dạ đối rồi đấy, là có thể dạ lo cho cuộc sống của mình và các con. Thế nhưng dạ trong khi đó thì vợ em lại vẫn muốn có nhiều tiền hơn và phải dạ đi làm cái việc gì đó mà như em nói là nó rất là xấu xa phải không? Ừ. Vâng ạ. Thì trong trường hợp này cái mà mình cần biết đó là điều gì khiến vợ mình lại cần nhiều tiền như thế? Em ạ. Dạ. Ừ, thì cái này là em phải tìm hiểu xem là tại sao mà vợ mình lại cần nhiều tiền như thế? Đúng không? Ừ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là như em nói đây là một cái việc mà nó rất là xấu xa. Thì dạ điều đấy nó cũng hàm một cái nghĩa là nó cũng ảnh hưởng đến cái tình cảm, đến cái quan hệ vợ chồng, đúng không? Dạ. Thì cái điều đấy là mình phải trao đổi để cho vợ dạ ý thức một cách nó rõ ràng hơn về cái điều đấy. Điều gì lại khiến cho cô đấy phải lựa chọn một cái công việc mà nó ảnh hưởng rất nhiều đến chính cái danh dự của mình, đến tình cảm vợ chồng, mà quan dạ trọng lại chỉ tiền. Dạ. Tức là mình phải tìm hiểu xem điều gì khiến cho cô đấy lại thích nhiều tiền như thế. Thế và dạ nếu như đến khi mà em tìm hiểu và em biết rằng là cái việc mà cô ấy rất thích tiền để đua dạ đòi theo các bạn vân vân, thì liệu dạ cái điều đấy nó có còn phù hợp với gia đình nhà mình hay không? Dạ. Và dạ lúc bấy giờ thì mình phải nói để cho cô hiểu. Em nhé. Dạ. Ờ, dạ thực ra không ai muốn là mọi cái nó có thể thay đổi. Ai cũng muốn gìn giữ một cái gia đình nó tốt đẹp và nó mãi mãi. Dạ. Thế nhưng mà trong cái quá trình đấy có thể có những người mà cái suy nghĩ nó thay đổi đi, rồi cái cách ứng xử nó thay đổi đi, và người vợ hay người chồng cố gắng để lôi kéo lại, thì như ban nãy chị nói là cố gắng tìm hiểu để biết xem là điều gì khiến cô cần tiền, và lưu ý để cô biết được những cái giá trị cơ bản nhất của cái gia đình nó là cái gì. Nhưng mà đến cái khi mà em không thể làm gì được nữa, tức là cô đã có một cái hướng đi riêng của mình rồi mà, em hình dung không? Nhá. Dạ, thì có dạ, lẽ dạ bây giờ mình cũng lại phải có một cái quyết định khác cho chính mình và cho các con, em ạ. Dạ. Thế nhá. Vâng. Ừ, chị chào bạn. Vâng, chào bạn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của chị Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Hello ạ. Vâng, tôi nghe đây. À, chị ơi, cho em gặp bác sĩ thôi không ạ? Vâng, bác sĩ Vũ Minh Phượng trong phòng thu sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Xin mời chị ạ. Ơ, chị chào em. Bác ơi, cháu hỏi là cháu lại bị rong kinh được 10 ngày thì bác sĩ cho cái uống thuốc mặt lên lông ấy ạ. Ừ, thì bác sĩ khám với lại xét nghiệm các thứ thì với siêu âm thì bác sĩ bảo là em bị nhân sơ tử cung ạ. Ờ. Thế là nhưng mà em uống hết được cái vỉ ý thì lại em hết sạch kinh đi, xong lại gần hết, gọi là còn 4 viên thuốc nữa thì mới hết một vỉ thì em lại ra kinh, mà đến nay là được 10 ngày rồi mà em vẫn chưa hết ạ. Thế hả? Vâng, cứ ban ngày thì em thấy mà ban tối thì em lại không thấy ạ. Ừ. Thế và tức là bản chất của mình là có một cái
cái u cái nhân sơ ở một cái nhân sơ. Thế nhân sơ là có to không cơ? Nhân sơ là kích thước là 28 x 35 ạ. 28 x 35. Thế và khi mà siêu âm thì người ta có nói là vị trí nó như thế nào không? Người ta bảo là sau sau niêm mạc. Vâng ạ, đúng ạ. Như thế này, đầu tiên là cái u ấy mà nó ở sau niêm mạc, tức là nó sát với niêm mạc rồi, thì nó rất là hay gây rong kinh. Vâng. Nhá. Cho nên là nguyên nhân là tại khối u chứ không phải nguyên nhân là do nội tiết. Khi mà người ta cho em uống nội tiết ấy, mắc với lông ấy, là người ta nghĩ rằng là do thiếu nội tiết cho nên người ta cho em uống. Thế và cũng có thể là cái rong kinh đấy có hai trường hợp. Có thể là bây giờ nó cũng lại to, và khi mà có hành kinh thì do cái khối u, do ảnh hưởng của khối u nữa, thì nó làm cho cái vùng niêm mạc ở cái khối u ấy nó cứ dì dà. Và nó chảy. Thế và cứ ban ngày thì không có và đêm thì lại có à? Không ạ, ban ngày thì thấy nó cứ lúc nào em ngủ dậy thì nó lại ra, mà đến lúc tối em tắm thì nó lại hết ạ. Ừ, là bởi vì này, khi mà cái da máu mà nó ít ấy, nó phải đọng ở trong tử cung đã, và đợi đến một cái lượng máu nhất định thì lúc đấy nó mới kích thích tử cung để nó tống cái máu đấy nó ra. Giải thích cái lý do cho cái chuyện rong kinh của em có thể là như vậy. Vì vậy rằng là không nên để cái tình trạng này nó kéo dài thêm, và em cần phải đi khám đi nhá. À bác ơi, bác cháu hôm qua cháu khám thì bác sĩ bảo là nếu mà uống hết cái vị mạc tơ lông này mà vẫn chưa hết kinh thì bác ấy lại nạo buồng tử cung ạ. Ừ, em khám ở đâu đấy? Em khám ở bệnh viện phụ sản ạ. Ừ, thế thì cứ theo bác đi được không? Nhưng mà em hỏi cái việc rong kinh thì nó cũng ít thôi chứ nó không phải là nhiều, đúng không? Rồi, nhưng mà em hỏi là nạo buồng tử cung thì là có còn nữa không ạ? À có, cái nạo buồng tử cung có thể là cái lớp niêm mạc nào đó người ta siêu âm người ta biết được là cái lớp niêm mạc nào đấy, hoặc là bị viêm hoặc là như thế nào đấy, cho nên người ta phải nạo đi để nó cho lên một lớp mới. Em hiểu không? Bởi vì cái lớp niêm mạc chỗ nào đấy mà nó bị viêm thì nó cứ chảy máu ấy. Mình hiểu đơn giản nó là như thế. Cho nên nếu như mà, tại vì chỉ có người ta khám thì người ta mới biết được. Và nếu mà nó ra nhiều mà em sợ quá thì em đến lại bác sĩ đó. Thế còn nếu không thì cứ theo cái hướng dẫn mà bác sĩ hướng dẫn ấy, thì em quay trở lại tái khám nhé. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Lai Châu ạ. Vâng, bạn nói đi. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Em muốn hỏi cho nhà em là nhà em nó bị viêm ở vùng kín ạ. Vâng. Nó chỉ là ở ngoài thôi ạ. Nó cứ sần nổi mụn, nó có mụn nhỏ nhỏ lên. À, vâng. À, bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn nhé. Chị chào em. Vâng ạ. Em ơi, thế có vợ ở cạnh đấy không để chị nói trực tiếp với vợ? Nhà em giờ này đang đi bận tường rồi. À thế à. Thế ngoài cái mà cái vụ mụn nhỏ nhỏ phía ngoài ấy, em có thấy vợ em kêu phàn nàn cái chuyện gì không? Ví dụ ngứa lắm này, đau nhà lắm em này. Mà chị kêu là bảo thấy nó ngứa mới nó rát ấy. À thế à. Thế cái mụn đấy là nó hình thù nó như nào? Nó có biến mất đi không hay nó cứ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng to ra? Nhà em thì đi khám bác sĩ ở ngoài Lai Châu ấy, thì bác sĩ đặt cho thuốc về đặt thì thấy nó giảm bớt đi chuyện. À thế à? Tức là thế thì bác sĩ chẩn đoán là gì? Là bảo là nó bị viêm ở vùng ngoài. Viêm ở vùng ngoài tức là vùng âm đạo à? Người ta phải có từ rõ ràng nhé. Vâng ạ, à, đấy là nó viêm ở bên ngoài. Bên ngoài thì bên ngoài nó là mu cơ. Bên ngoài nó là môi lớn môi bé cơ. Thế thì bây giờ là họ viết tên gì em không nhớ chính xác đúng không? Vâng ạ. Ừ. Thế và họ cho thuốc đặt à em? Vâng ạ. Nhà em đi ra khám đấy thì bác sĩ kê đơn cho bán thuốc cho mang về đặt. Ừ. Cho về đặt và đặt cũng... Đến nay đã là được một tuần rồi nhưng mà thấy đỡ được nhiều rồi đấy. À thấy đỡ được nhiều ấy hả? Thế cái mụn đấy nó có mất đi không em? Mụn đấy khi nó lên thì nó nhỏ nhỏ bằng cái đầu tăm ấy. Ừ. Bắt đầu là nó kiểu là nó có nấu mủ, nó vỡ. À, xong rồi nó đóng mủ lên, nó vỡ hả? Ừ, thế thì tốt rồi. Thế bây giờ muốn hỏi cái gì? Thường là bác sĩ sẽ kê đơn trong 10 ngày. Nó ảnh hưởng gì đến ở trong không vậy?
À, người ta khám và người ta sẽ xét nghiệm thì chắc là đấy là chị đoán, bởi vì em không nhớ được tên, mà người ta nói là phần ngoài thì có lẽ là do viêm âm đạo nhá. Ờ, do viêm âm đạo. Thế thì nó có ảnh hưởng gì ở trong không, thì ở trong nữa lại là cái cổ tử cung. Thế và cái cổ tử cung thì nó, người ta cũng sẽ nhìn thấy, nếu như mà có viêm là người ta nhìn thấy rồi. Tuy nhiên là liệu có phải viêm nhiễm ở trong nữa không, tức là trong trong dạ con ấy. Thế thì ngoài cái mà nổi mụn ra này, ngoài cái ngứa rát rát ra này, thông thường nó chỉ là ở phần ngoài và âm đạo thôi. Nhưng nếu mà lại có cả khí hư này, nó hôi này, có cái khí hư mà nó bước ra, là nếu mà cảm tưởng là một ngày đấy mà không không bảo vệ em mà không thay quần một lần là bị ướt ấy. Ừ, nó ra nhiều, mà ra nhiều trong cả tháng luôn à? Có nghĩa là đặt từ hôm đặt thuốc đến nay là thấy nó không không ra mấy nữa, nó giảm đi rồi đấy. Ờ, thế tốt rồi nhá. Ừ, chị cũng hy vọng rằng là bác sĩ đã chẩn đoán và cho đơn thuốc, và mình đang dùng như thế là nó cũng có tác dụng. Vậy thì cứ tiếp tục dùng thuốc theo đơn của bác sĩ. Tuy nhiên rằng là không biết là vợ viêm âm đạo do cái loại gì, và nó em có thấy là em có bị lây sang em không? Ví dụ như em cũng ngứa. Có không? À, ừ, thế hy vọng là cái viêm đó nó không lây sang em. Thì vợ cứ dùng và đợi sau hết một liều đấy đi, xong xem tình hình như thế nào. Và viêm ở phía ngoài ấy thông thường là do vệ sinh em ạ. Vâng. Nhá, vệ sinh phụ nữ này, vệ sinh đặc biệt là những ngày mà có kinh nguyệt ấy. Rất là tiếc vì không có vợ của em ở đấy, thì em cũng cứ nói là hôm nay mình trao đổi đấy, thì bác sĩ nói là phải chú ý cái vệ sinh phụ nữ, rồi cái nguồn nước ấy mình dùng ấy, không biết là cái nguồn nước ở đấy nó có sạch không này. Nhà đấy. Em mà từ hôm đi khám bác sĩ về là bác sĩ dặn là mình lấy bằng nước lọc đấy. À đấy, thấy không? Ừ, thế thì có thể là đấy, chị muốn nói là cái nguồn nước sạch mình đun sôi xong mình để nguội đi này, đúng không? Rồi cũng có thể là có khi mua thêm cái nước vệ sinh phụ nữ để mà vệ sinh cho sạch sẽ. Còn một cái vệ sinh nữa là vệ sinh mà khi quan hệ tình dục ấy của hai vợ chồng ấy, thì cũng phải lưu ý là bởi vì trong quá trình mà quan hệ ấy, thì trong trường hợp của vợ em ấy thì hai vợ chồng tối đến chắc là cũng cùng vệ sinh, và nó sẽ đảm bảo là ở cái ở ngoài cái bộ phận sinh dục ra rồi thì ở cái hậu môn ấy thì nó cũng sạch. Bởi vì nếu mà cái hậu môn nó không sạch ấy, do mình đi ngoài hoặc là do cái dịch nó rỉ rỉ, dịch phân ấy nó rỉ rỉ ra, thế rồi khi mà quan hệ, khi mà trà sát ấy, thì có thể là em sẽ là cái người mà đưa cái bẩn ở hậu môn để đi vào cái đường âm đạo, và nó cũng có thể là gây bẩn và gây viêm. Thế thì kết hợp với một cái đợt dùng thuốc này thì hai vợ chồng cố gắng, em về nói lại với vợ là giữ vệ sinh cá nhân thật là tốt, và bản thân em cũng thế, kết hợp với vợ là giữ vệ sinh cả cái chuyện của vợ chồng nữa, thì mới hy vọng rằng là nó không bị tái lại, nếu mà cái viêm nhiễm đấy là nó do vệ sinh, mà đa phần nó là do vệ sinh nhá. Một nguyên nhân khác nó cũng có thể là do khi mình đi khám y tế ở những cái nơi mà không tốt ý, thì có thể là lây qua dụng cụ hoặc là các cái động tác mà của cái người khám nó không được vô khuẩn ấy, thì nó cũng gây viêm nhiễm. Nhưng mà nhà em bảo là mới bị khoảng tầm một tháng đây quay lại thôi. À, thì không sao đấy ạ. Chắc là không sao rồi. Thế hy vọng rằng là sau đợt dùng kháng sinh này sẽ khỏi, và chúc hai vợ chồng mạnh khỏe nhé. Vâng, xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Alo, chào bạn trẻ đến từ Yên Bái. Dạ, anh chào chị ạ. Dạ, chị ơi cho em hỏi là em đã lấy vợ được 2 năm này chị. Vâng. Trong thời gian là hơn 1.5 năm về trước. Vâng. Thì kiểu nhà em chưa có bầu. Em tự nhiên có cảm giác là còn lấy vợ về, nhưng mà nhà không có mang thai nha. Tự nhiên cảm giác cái chán từ đợt đấy giờ là em đã mất tình yêu mới đến với vợ. Vâng. Nhưng mà vợ em bây giờ thì được có thai được 7 tháng rồi. Vâng. Nhưng mà cái đấy cũng không lấy lại tình cảm của em dành cho vợ. Là em cứ nghĩ em đi làm xa, cứ đi làm xa mãi chẳng muốn về nữa anh chị. Vâng. Giờ em phải làm thế nào để có tình cảm quay lại với vợ em nữa.
Vâng, thì bỗng dưng bạn ấy không còn cảm thấy yêu vợ nữa à? Dạ vâng. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, anh ấy sẽ trò chuyện cùng với bạn nhé. Bây giờ trong thời kỳ cô có thai thì em mới đi xa hay là lấy nhau cái? Dạ, từ lúc bắt đầu lấy nhau xong rồi em đi luôn ạ. Có tháng đầu thì về em còn hay chuyện trò, hay tâm sự từ đợt 2-3 tháng sau đấy ạ. Có khi em cả ở nhà cả ngày với vợ em nói chuyện thì được 2-3 câu lại thôi anh ạ. Sao lại quyết định cô lấy cưới cô sớm thế khi mà chẳng muốn nói chuyện thế? Dạ thì cái lúc này em không rõ được, tại vì giờ em nhiều lúc em nghĩ lại mà mình nếu khi lấy cô ấy về cô ấy khổ với mình anh. Giá em nghĩ cái lúc kỹ trước hơn thì bây giờ nghĩ lại hơi khó rồi đúng không? Dạ vâng. Em công tác xa nhà nhiều không? Dạ em làm về xây dựng thì em mỗi khi em xa thì 30-40 cây số thôi, nhưng mà em có khi hàng 2-3 tháng em về một lần, nhưng em về có khi tối em chờ em lại đi luôn nhanh. Em có biết rằng là cái lúc mà người vợ trẻ này mang thai này hồi hộp lấy nhau gần 2 năm với không có thai đã lo lắm rồi đúng không? Nên lúc có thai thì mừng ơi là mừng, thì rất cần một cái sự quan tâm chia sẻ của người chồng. Đấy, em lại như thế. Thế thì không phải một mình em chán mà cô cũng vô cùng chán. May mà cô còn hy vọng có đứa con ở trong bụng, chứ không thì chắc cô còn khổ hơn rất là nhiều. Anh nghĩ rằng là tất cả thay đổi bắt đầu từ mình. Mình muốn rằng là tình cảm nó được tốt đẹp hơn xưa thì mình đừng có nghĩ rằng là người ta phải chủ động, mình cứ chủ động đi. Có hôm mà xa 20 cây em cũng gắng em về, em bảo là về xem đợt này sức khỏe thế nào, thôi từ nay đi anh không nhận công trình xa đấy, nhận công trình gần gần thôi, tối về nằm rủ rỉ bên nhau sờ bụng vợ xem là thằng cu hay con bé nó có đạp có máy không, trò chuyện với nó. Mà những cái tình cảm như thế là người vợ cảm động lắm, và lúc đấy người ta sẽ quan tâm đến mình nhiều hơn. Thật ra thì không ai có thể làm thay cả hai vợ chồng trong cái việc mà xây dựng hay là gọi là khôi phục lại những cái tình cảm ấm áp vợ chồng. Mà em nghĩ rằng thế này, đã lấy nhau rồi, trừ có những cái gì đấy kinh khủng lắm, xích mích không thể khắc phục được, thì mới nghĩ đến chuyện là bỏ rơi nhau. Thế chứ còn lúc này đáng lẽ là lúc cần quan tâm đến nhau nhiều nhất, bởi vì chỉ một ít tháng nữa là cô ấy sinh con, mà em là có đứa gọi ông bố rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Anh nghĩ rằng cuộc sống mà ai cũng thế, có lúc nó chán, ngay cả vợ chồng chung sống với nhau nhiều rồi người ta cũng mài lao vào công việc, cái tình cảm nó cũng sẽ nhạt phai phần nào, nhưng mà cái nghĩa nó lớn dần lên, chứ mình sống đâu có cứ phải phụ thuộc vào mỗi tình yêu đúng không? Tình yêu nó là cảm xúc, nó có thể hôm nay thấy yêu hừng hực, ngày mai lại thấy nó bình thường, thậm chí có lúc còn muốn ngồi lặng lẽ một mình, không muốn tiếp xúc với ai. Cái đấy thì nó thay đổi thường xuyên. Tuy nhiên thì cái tình cảm vợ chồng phải là cái mà duy trì lâu dài. Thay đổi bắt đầu từ chính mình đi nhá. Tại vì mỗi lần em về, khi em về vợ gặp em ấy, người chào hỏi anh em như nào, anh trên đấy nói nào, dần em cảm giác em xa dần từ ngày đến giờ. Anh nói rồi, người phụ nữ đang có cái thai ở trong bụng, sức khỏe nó mệt mỏi. Ở nhà ở đây này, nếu em thấy xung quanh những người mà bà bầu á, được cả chồng này, mẹ chồng này, bố chồng rồi anh chị em túm vào là hỏi han vuốt ve, chốc lại pha cốc sữa, lát lại pha cốc nước cam để bồi dưỡng, người ta hỏi han đủ kiểu, người ta gìn giữ cơ. Thế còn mình thì mình khỏe mạnh, mình đi làm công trình được, sao không hỏi cô trước là em ở nhà thế nào, gắng đừng có đi guốc cao gót ngã thì khổ anh khổ con nhá, thôi làm ít thôi vân vân. Thế thì cô ấy sướng lắm, và khi người ta hạnh phúc rồi thì người ta lại mới quan tâm đến người khác được nhá. Dạ vâng. Bây giờ cái chuyện sai thì có em thì làm những đấy dần lại được hoàn toàn. Bắt đầu từ mình đi. Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã điện thoại đến chương trình. Hy vọng là hai bạn sẽ giữ gìn được hạnh phúc của mình. Chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Bắc Ninh ạ. Chương trình ạ. Vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Câu hỏi của em là về sức khỏe. Em có câu hỏi là em năm nay thì 37 tuổi rồi. Vâng. Hơn một năm nay thì em không thấy kinh nữa, thì em cũng không biết là nó mãn chưa hay là do yếu tố nào mà không thấy. Cũng uống thuốc rồi nhưng mà cũng vẫn không thấy trở lại, nên là muốn hỏi bác sĩ là như cái tuổi của em thì nó có thể mãn chưa, và nó mãn tầm này thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không ạ? Vâng, câu hỏi của thính giả sẽ được gửi tới bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Xin mời bác sĩ chia sẻ. Tôi chào em. Chào bác sĩ ạ. Em được mấy cháu rồi?
Em năm nay được 3 cháu rồi ạ. 3 cháu hả? Các con lớn hết chưa em? Các con em lớn rồi ạ. Đứa lớn được 14 tuổi và đứa út được 7 tuổi rồi ạ. 7 tuổi. Sau khi mà sinh cái bạn mà út ý, tức là cách đây khoảng 7 năm, em có lần nào mà phải đình chỉ thai nghén không? Tức là lần nào có thai ngoài ý muốn ý? Em không ạ. Không hả? Em có áp dụng biện pháp tránh thai gì không? Có, em thì lâu lâu rồi, cách đây thì thỉnh thoảng em hay uống thuốc tránh thai khẩn cấp ấy. Em dùng nhưng nhiều mà, không? Em dùng ít thôi ạ, độ vài tháng em mới dùng một lần. Những lần mà kiểu cảm thấy nguy cơ thì mình mới dùng thôi đúng không? Vâng ạ. Ở nhà thì anh có, em có đông chị em gái không? Em có 3 chị em gái ạ. Thế các chị thì có giống mình không? Không ạ. Mẹ thì có mãn kinh sớm không? Mẹ em thì em hỏi bà thì bà bảo tận năm mấy bà mới mãn kinh ạ. À thế à? Vâng. Thực ra là 37 tuổi thì cũng có một số người ta cũng mãn kinh rồi đấy. Nhưng mà nếu mãn kinh ở tuổi này thì đúng là hơi sớm thật. Thực ra mãn kinh thì nó cũng, nếu mình mãn kinh sớm thì nó cũng có thể có những vấn đề nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Ví dụ như là nó có thể bị loãng xương, rồi nó có thể hay mắc các cái bệnh liên quan đến nội tiết sau khi mãn kinh. Em có nói là em đi khám thì em khám ở đâu vậy? Em chỉ khám ở tư nhân người ta mở ra thôi. Em có siêu âm. Họ bảo là bình thường. Bây giờ của em nó có cái trường hợp như này này. Mình có thể có hai khả năng. Một là mình bị mãn kinh thực sự ấy. Cũng có những trường hợp nó mãn kinh thực sự. Đấy nó là hiện tượng sinh lý chứ không phải là bệnh lý. Là do cái hoạt động của cơ quan sinh dục mình nó chỉ đến cái thời kỳ này là nó mãn kinh rồi. Thì đấy là hiện tượng sinh lý. Nhưng nó cũng có thể do hiện tượng thứ hai mà là do trục trặc hoạt động của cơ quan sinh dục mà người ta gọi là vô kinh thứ phát. Tức là sợ mình đang có kinh như thế này ở cái tuổi này, có khi là hoạt động của cơ quan sinh dục nó vẫn bình thường vì một cái lý do nào đấy mà tự nhiên nó không có hành kinh nữa. Thì người ta gọi là vô kinh thứ phát và đấy có thể là nguyên nhân bệnh lý. Mình phải đi kiểm tra xem là nguyên nhân vì sao nó gây ra cái hiện tượng như vậy. Ban nãy tôi có hỏi em là sau khi đẻ đứa thứ ba ấy, em có nạo phá thai gì không ấy? Bởi vì là thường có một số người thì sau khi có thai ngoài ý muốn mà nạo phá thai thì có thể nó gây ra cái hiện tượng người ta gọi là vô kinh thứ phát. Em nên đi xuống bệnh viện phụ sản ấy, trung ương hoặc là bệnh viện phụ sản Hà Nội. Ở dưới Hà Nội thì có khá nhiều các cái bệnh viện mà người ta có những cái chuyên khoa sản rất là tốt. Và cái quan trọng là em kiểm tra xem hoạt động của cơ quan sinh dục của em, đặc biệt là buồng trứng nó có vấn đề gì không, để xem mình là mãn kinh tự nhiên hay là mình mắc cái bệnh suy sinh dục. Đấy. Thì nếu như nó là mãn kinh tự nhiên thì cái phần hỗ trợ cho em nó sẽ khác. Nhưng nếu như nó là phần bệnh lý, nó là do suy sinh dục hoặc là do trục trặc của buồng trứng hoặc là do trục trặc của cái hoạt động của ví dụ như là tử cung của mình niêm mạc nó mỏng quá chẳng hạn. Đây là chị nói ví dụ như thế. Thì nếu như mà người ta tìm được nguyên nhân, người ta cải thiện được cho em thì người ta sẽ điều trị cho em thì nó sẽ tốt cho sức khỏe của em hơn nhá. Còn nếu như mà nó do sinh lý như chị nói, tức là em thực sự là người mãn kinh sớm, thì người ta cũng phải có những cái hỗ trợ cho em để cho nó hạn chế bớt những cái ảnh hưởng đến sức khỏe của em. Thế còn những vấn đề khác, ví dụ như là hoạt động tình dục, rồi là những cái đời sống tình cảm, những cái vấn đề trong gia đình vân vân, nó cũng có thể ảnh hưởng tới cái chu kỳ kinh nguyệt của mình chứ. Nhưng mà tốt nhất là những cái gì mà mình cố gắng tìm được nguyên nhân và mình biết là mình cải thiện được nó thì tốt hơn rất nhiều nhá. Em bố trí thời gian đi xuống tới này khám đi, rồi cho tìm ra xem nó vì sao như thế để cho nó tốt nhá. Vâng, chúc bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình nhé. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ.